Câu chuyện bắt đầu khi một người phụ nữ đang đi bộ trên đường, nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Cô liền lợi dụng lúc người đi đường qua đó, vươn chân làm ngã kẻ bắt cóc và giải cứu đứa trẻ, rồi ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Khi cô gác máy và quay đầu lại, cô phát hiện ra rằng mẹ của đứa trẻ chỉ đang mải mê đánh người phụ nữ bị nghi ngờ là kẻ bắt cóc mà không quan tâm đến việc đón đứa trẻ. Cô ngay lập tức tiến lên can ngăn người mẹ, nói rằng mình đã gọi cảnh sát và bảo người mẹ hãy đi xem con mình thế nào. Đúng lúc đó, khi người mẹ định tiếp tục đánh người phụ nữ, bất ngờ mẹ của người phụ nữ xuất hiện và ngăn cản hành động đó. Người phụ nữ mới nhớ ra mình cần kiểm tra tình hình của đứa trẻ. Hóa ra, mẹ của đứa trẻ không đối xử tốt với nó. Người phụ nữ cảm thấy khá bối rối khi biết người bị nghi ngờ là kẻ bắt cóc chỉ là hàng xóm gần đó. Sau cùng, họ không thể coi nhau như người dưng được nữa. Người mẹ cảm thấy đôi khi người lạ lại tốt hơn cả người thân. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, mẹ con họ ghé vào một quán ăn nhỏ. Mẹ tiếc rằng hôm nay không xem được phim và mời con gái đi xem vào ngày mai. Tuy nhiên, con gái bảo rằng tối mai có buổi tiệc tập thể ở công ty và sớm nhất cũng phải đến nửa đêm mới về được. Lúc này, trên TV đưa tin sẽ mạnh tay chỉnh đốn việc lợi dụng chức quyền ở hai cơ quan chính phủ. Con gái tên là Kim Jin Hee, một sĩ quan cảnh sát tại sở cảnh sát Ulsan. Ngày đầu tiên đi làm, người bạn thân nhất của cô ở đội cảnh sát đã nhắc nhở cô phải giữ gìn lời ăn tiếng nói vì danh sách cắt giảm đã được công bố. Buổi tiệc tối nay đương nhiên cũng bị hủy bỏ. Tuy nhiên, do vụ án hôm qua, đơn xin lệnh bảo vệ của người mẹ trong vụ án đã bị từ chối. Dù Jin Hee không phải là người nhờ vả chức quyền và mọi đánh giá đều xuất sắc, nhưng để dập tắt dư luận, cần có người đứng ra nhận trách nhiệm, cô đã bị lãnh đạo giáng chức. Buổi chiều, Jin Hee ôm đồ đạc cá nhân chuẩn bị rời đi, các phóng viên ùa lên, hỏi tới tấp. Cô bị xô đến mức chiếc hộp trong tay rơi xuống đất, không một ai giúp đỡ, mọi người còn hỏi han càng thêm sôi nổi. Khi quay về nhà, Jin Hee chứng kiến một cảnh tượng đủ làm cô kinh ngạc suốt đời, mẹ cô đang vừa xem TV vừa thỏa mãn những khao khát của mình. Cô gọi Tae Kyung đến, người này tưởng cô buồn vì bị giáng chức, liền ngồi xuống an ủi cô đừng quá buồn. Tuy nhiên, Jin Hee lại kể lại mọi chuyện vừa xảy ra, không hiểu sao mẹ cô ở cái tuổi này lại không tìm một người đàn ông. Jin Hee tìm kiếm lời khuyên của Tae Kyung, nếu là mình thì sẽ làm thế nào. Tuy nhiên, Tae Kyung chỉ bảo nếu là Jin Hee, cô ấy sẽ nói nhỏ hơn một chút vì quán đã đầy người và cuộc trò chuyện của họ đã bị mọi người nghe thấy. Trên đường trở về nhà bằng xe buýt, Jin Hee đã gặp phải một học sinh trung học có thái độ không tốt. Do sự rung lắc của xe, cô bị cậu học sinh này đụng vào. Không những không xin lỗi, cô ta còn tỏ ra không hài lòng trước khi xuống xe. Sự việc này khiến Jin Hee chợt nhớ về mẹ mình hồi nhỏ. Mẹ cô từng là đàn em chạy vặt cho những thanh niên xấu và đã phải đối mặt một mình sau khi chàng trai cô yêu thích. Vì một rắc rối không may, đã chuyển trường đột ngột, để lại mẹ cô đơn đối mặt với hậu quả. Jin Hee đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Sáng hôm sau, khi nhìn thấy mẹ, Jin Hee cảm thấy khá ngại ngùng và vội vàng bảo rằng mình đang nghỉ phép để quay trở lại phòng mình. Mẹ cô cảm thấy rất lạ lùng khi thấy quần lót của mình luôn biến mất không rõ lý do. Đúng lúc bà đang chuẩn bị giặt đồ, Jin Hee nghe thấy tiếng động và chạy tới, nhắc nhở rằng quần áo màu sáng và màu tối phải giặt riêng. Nhưng mẹ cô lại cho rằng giặt chung sẽ tiết kiệm nước và điện hơn, và hai mẹ con bắt đầu tranh cãi. Cuối cùng, mẹ cô đã kéo mạnh và chiếc quần lót bay ra ngoài cửa sổ, vô tình rơi trúng đầu một người đàn ông đang đi ngang qua. Jin Hee vội vàng chạy xuống lầu và nhận ra người đó không ai khác chính là Cheon, sếp cũ của cô. Trong khi đó, mẹ cô đang đứng trên lầu theo dõi cuộc hành động này. Cheon vội vàng ném lại chiếc quần lót và đi mất trên chiếc xe đạp của mình. Jin Hee nhìn theo hướng anh ta rời đi, nhớ lại lời người lãnh đạo từng nói rằng sẽ điều chuyển mọi người đến những đồn cảnh sát gần nhà hơn. Liệu cô và Cheon có thể đang làm việc chung một sở cảnh sát? Cô vội vã gọi cho Tae Kyung để nhờ cô kiểm tra giúp mình. Trong khi đó, Jin Hee đang ngồi bên ngoài đồn cảnh sát Usuk, cầu nguyện rằng Cheon sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, anh ta đã bước ra từ bên trong. Hóa ra, nhiều năm trước, trong buổi tiệc chào mừng nhân viên mới, khi các đồng nghiệp cũ hỏi tại sao lại chọn nghề cảnh sát, câu trả lời của cô là để bảo vệ gia đình. Điều này đã khiến Cheon không hài lòng, bởi vì lấy tiền thuế của người dân để học tập và ăn ở miễn phí mà lại dám nói ra loại câu nói đó. Vì thế Cheon cảm thấy Jin Hee thật thô lỗ. Bỗng nhiên, Jin Hee nghĩ ra một giải pháp, cô ngay lập tức tìm đến lãnh đạo và xin đừng được chuyển đến đồn cảnh sát Usuk. Lãnh đạo cho biết có một đơn vị gần đó thật sự cần người, nhưng quy mô còn nhỏ hơn Usuk. Rõ ràng Jin Hee không mấy bận tâm về điều này, dù sao cô chỉ cần ở đó một năm là đủ. Cô không hề biết rằng quyết định này sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Đêm đó khi Jin Hee trở về nhà, cô phát hiện mẹ mình đã ngủ quên với chiếc mặt nạ dưỡng da trên mặt. Ai cũng biết, ngủ quên với mặt nạ dưỡng da sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng khi tỉnh dậy. Jin Hee định giúp mẹ gỡ bỏ chiếc mặt nạ, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô lại từ bỏ ý định và quay đi ngủ. Sáng hôm sau, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp khu phố. Mặt nạ trên mặt mẹ cô đã khô và dính chặt, cảm giác đau đớn như da sắp bong ra. Bỗng nhiên, Jin Hee nghĩ ra một ý tưởng hay, cô lấy khăn ướt và đắp lên chiếc mặt nạ đã khô để làm mềm nó ra. Thực ra, mẹ Jin Hee đã đoán ra rằng con gái cố tình làm ngơ trước chiếc mặt nạ và đó là lý do tại sao bà không thể tự gỡ nó xuống. Tuy nhiên, khi Jin Hee khuyên mẹ mình hãy ra ngoài yêu đương, đừng ở nhà làm những chuyện như thế, điều này đã làm bà nổi giận ngay lập tức. Jin Hee đã nói sẽ về nhà muộn, nhưng nếu về sớm cũng nên báo trước chứ. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng mẹ mình lại làm những chuyện như vậy.
Mẹ cô hỏi liệu cô có làm những điều tương tự không, và Jin Hee đáp rằng ít nhất cô không để bị người khác phát hiện. Nghe xong, mẹ cô nhìn chằm chằm vào Jin Hee, yêu cầu cô xác nhận rằng thật sự không ai nghe thấy, nhưng cô không nói rõ là chuyện gì. Vào buổi trưa, Jin Hee chặn mẹ lại, xin lỗi và đề nghị mẹ tự do sử dụng thẻ tín dụng của cô. Họ cùng nhau đi mua sắm ở cửa hàng đồ chơi và xem một bộ phim hài. Chiều đó, Jin Hee đến đồn cảnh sát Nam Son nơi cô sẽ nhận nhiệm vụ mới, nghĩ rằng ít nhất cô không phải làm việc chung với Jae-won nên cảm thấy khá vui. Tuy nhiên, có vẻ như các đồng nghiệp mới không mấy hoan nghênh cô. Chỉ có So-jin, người quản lý, tiến lại bắt chuyện và chỉ cho cô vị trí bàn làm việc của mình, giới thiệu các thành viên trong nhóm tuần tra và công việc sắp tới. Trong khi đó, Jin Hee nhận ra rằng nhóm tuần tra có vẻ như thiếu nhân lực. Một người đàn ông nói rằng có người đã bị sa thải và được gửi đến hồ chứa nước. So-jin vội vàng ra hiệu cho anh ta không nên nói tiếp và biểu cảm của hai người còn lại cũng rất phức tạp. Jin Hee hỏi So-jin liệu nạn nhân bị từ chối lệnh bảo vệ trong bản tin có phải là người thuộc khu vực này không. Khi nhận được sự xác nhận từ So-jin, Jin Hee nhận ra rằng hai đồng nghiệp bị điều đến vùng nông thôn chắc chắn liên quan đến sự việc này. Tuy nhiên, So-jin nói rằng nó không liên quan, mà là do Jin Hee báo cáo rằng vụ án trẻ em được xử lý không tốt. Do đã nhận được đơn khiếu nại, thậm chí cả đồn cảnh sát U-suk cũng bị điều tra và thậm chí đã có tuyên bố chính thức. Giờ đây, Jin Hee mới hiểu ý nghĩa của lời lãnh đạo nói về việc sẽ hối hận. Ở một nơi khác, trong lúc lấy máy sấy tóc, mẹ của Jin Hee tình cờ phát hiện ra thẻ công tác của con gái. Thật khó tin là một cảnh sát lại đi làm mà không mang theo thẻ. Mẹ cô ngay lập tức gọi điện đến đơn vị và mới biết rằng Jin Hee đã bị giáng chức. Cùng lúc đó, đồn cảnh sát đã đưa về một nhóm người gây gổ đánh nhau. Điện thoại của Tae Kyung vừa đúng lúc reo lên, cô ấy đã tìm ra rằng Jae-won cũng đang làm việc tại đồn cảnh sát Nam Son. Lúc này, Jae-won vừa trở về, tay che một vết thương trên mặt. Anh ta hỏi Jin Hee có điều gì muốn nói không. Cô chỉ lặp lại khẩu hiệu của sở cảnh sát. Hóa ra Jae-won rất quan tâm đến chuyện được báo cáo. Anh ta cảnh báo, nếu sự việc tái diễn, Jin Hee sẽ đăng xuất không toàn thây. Anh ta cũng nhấn mạnh không được phớt lờ mệnh lệnh cấp trên, làm những gì mình muốn và tuyệt đối không làm những chuyện xấu hổ. Nói xong, anh mạnh mẽ đóng sập cửa ra đi. Jin Hee biết rằng những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn. Cô trốn trong nhà vệ sinh, dùng đầu đập vào cửa phân vách. Cô nhớ lại lúc mình quả quyết sẽ không hối tiếc, thậm chí còn cảm thấy may mắn, nhưng bây giờ lại cảm thấy hối hận vô cùng. Tối hôm đó, khi Jin Hee trở về nhà, cô mua vài lon bia và đồ ăn nhẹ, muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ cô hỏi cô có điều gì muốn nói không. Jin Hee hiểu lầm ý của mẹ, bắt đầu kể về quá khứ của Jae-won, nhưng mẹ cô không muốn nghe những điều đó. Bà cảm thấy mình luôn nhường nhịn con gái, vì thế mới bị coi là dễ bắt nạt. Điều này khiến Jin Hee cảm thấy oan ức, vì bà luôn là người quyết định và cô không dám phản đối. Hai mẹ con bắt đầu cãi nhau, đúng lúc Jin Hee đứng dậy định bỏ đi, mẹ cô ném thẻ công tác về phía cô sau khi phát hiện ra chuyện con gái bị giáng chức. Tuy nhiên, Jin Hee lại trách mẹ đã tự tiện lục lọi đồ đạc của mình. Cả hai đều giận dỗi và không ai chịu nhường ai. Sáng hôm sau, Jin Hee phát hiện ra mình không thể tìm thấy chiếc quần lót của mình. Cô nghi ngờ rằng mẹ mình đã cố tình giấu nó đi, nhưng vì đang vội đi làm, cô đành phải dùng tạm một chiếc của mẹ. Tuy nhiên, quần lót của mẹ cô có vẻ không vừa vặn như bình thường, cuối cùng cô chọn một chiếc có vẻ nhìn được. Dù vậy, vì không phải của mình, Jin Hee cảm thấy khá khó chịu, thường xuyên lén lút chỉnh sửa khi không ai để ý. Thật trùng hợp, Jae-won vô tình bắt gặp cảnh đó, may mắn thay anh ta không hiểu ý nghĩa thực sự. Ngày đầu tiên đi làm chính thức, họ được giao nhiệm vụ tuần tra. Jin Hee ngồi trên xe liên tục kéo quần, suýt chút nữa thì chạm vào mặt Jae-won. Ở nơi khác, trên đường đi làm, mẹ của Jin Hee phát hiện ra mình đã quên không mang theo điện thoại. Khi quay về nhà để lấy, bà tìm thấy chiếc quần lót của mình trong hành lang, cửa nhà cũng đang mở, trên sàn nhà còn có một chiếc nữa. Mẹ của Jin Hee nghi ngờ có kẻ trộm đã vào nhà, vì thế bà cầm vợt tennis và cẩn thận tiến vào nhà. Ngăn kéo đồ riêng tư của bà đã bị lục lọi tung tóe. Chẳng bao lâu sau, Jin Hee nhận được cuộc gọi báo động và địa điểm được báo cáo chính là nhà cô. Không lâu sau, nhóm tuần tra gặp mẹ cô ở cửa vào cộng đồng. Khi bà nhìn thấy Jae-won, bà lập tức biến đổi. Khi nhóm của họ đến hiện trường vụ việc, mẹ của Jin Hee hoàn toàn không quan tâm đến việc điều tra hay thu thập chứng cứ. Đầu óc bà chẳng thể rời khỏi Jae-won, thậm chí bà còn bảo con gái đi khảo sát để tạo cơ hội được ở riêng với anh ta. Đành chịu, Jin Hee liên tiếp đi thăm viếng bà mẹ con trên lầu, người mẹ đơn thân dưới lầu và người đàn ông đối diện. Nhưng người đàn ông này có chút kỳ quái, anh ta kiên quyết đòi xem chứng minh thư của Jin Hee trước khi đặt câu hỏi. Sau khi xem xong, anh ta tỏ vẻ vô cùng hào hứng. Anh ta cho biết mình đang chờ đợi bưu phẩm nên luôn ở nhà. Đúng lúc ấy, bút của Jin Hee vô tình rơi xuống đất và cô chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Cô giật phăng chiếc quần lót đỏ của người đàn ông và hét lên bảo mẹ xuống giúp đỡ. Ngay khi nghe thấy tiếng hét, hai mẹ con trên lầu vội vàng chạy xuống. Họ nắm chặt lấy kẻ biến thái, trong khi Jae-won chưa kịp ra tay. Chớp mắt một cái, tên biến thái đã bị đưa về đồn công an. Hắn còn cãi rằng đàn ông không thể mặc quần lót nữa sao, có bằng chứng gì không? Jae-won bảo hắn im lặng và anh bắt đầu mô tả chi tiết chiếc quần lót đỏ. Tên biến thái cảm thấy Jae-won quả thực biến thái, ai lại mô tả chi tiết quần lót người khác như vậy? Lúc này bà mẹ tỏ ra tò mò, tự hỏi sao bản thân mua về mặc còn thấy cỡ quá nhỏ, hắn làm sao nhét vừa được. Nghe thế, tên biến thái không ngồi yên được nữa, hắn tưởng chiếc quần lót là của Jin Hee nhưng hóa ra lại là của mẹ cô, và cuối cùng,
vụ án được giải quyết. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi rời khỏi đồn công an, bà mẹ lập tức trở lại với vẻ ngoài mạnh mẽ thường thấy. Bà thở dài than vãn việc giả vờ yếu đuối quả là vất vả. Và quả thật, việc cất giấu quần lót của Jin Hee vào sáng nay là đúng đắn. Bà tưởng rằng tên biến thái sẽ nhận được hình phạt xứng đáng, nhưng hắn không những không phải ngồi tù mà còn trách móc bà mẹ rằng phụ nữ nên mặc gì theo tuổi tác. Ở Hàn Quốc, do đây là lần đầu tiên phạm tội và không có dấu hiệu bỏ trốn, người này chỉ bị phạt tiền và có một tiền án không đáng kể. Nhưng mẹ của Jin Hee không thể chấp nhận được điều đó. Bà rất tức giận và quyết định phải trừng phạt kẻ biến thái theo cách của mình. Ngày hôm sau, tên biến thái nhận được vài gói hàng thuộc loại phải trả tiền khi nhận. Tối đó, khi mẹ của Jin Hee về đến nhà, bà cố tình đi qua cửa nhà hắn vài bước để chắc chắn rằng hắn nghe thấy tiếng bước chân của bà. Sau đó bà trở về nhà và đợi hắn cắn câu. Quả nhiên, không bao lâu sau, tên biến thái đã bấm chuông cửa và giận dữ gõ cửa một cách mạnh mẽ vì nhận ra ngay rằng những gói hàng ban ngày chính là do mẹ của Jin Hee gửi đến. Nhưng lúc này, bà mẹ lại giả vờ vô tội và người đàn ông đó đã cố gắng mở cửa một cách bạo lực. Đúng lúc đó, bà mẹ tắt máy ghi âm và chuẩn bị báo cảnh sát với cáo buộc xâm nhập nhà cửa nhằm làm nặng thêm hình phạt cho tên biến thái. Điều này khiến tên biến thái cảm thấy vô cùng oan ức, không thể nói nên lời, lại vừa lúc bị hai mẹ con nhà trên lầu bắt gặp. Ngày hôm sau, càng ngày càng nhiều hàng hóa được gửi đến cửa nhà tên biến thái và tất cả phụ nữ trong khu nhà cùng lên án hắn. Cuối cùng, tên biến thái không còn cách nào để tiếp tục sống ở đó nữa. Hôm đó, khi Jin Hee vừa bước vào phòng nghỉ, mùi hôi thối nồng nặc khiến cô buồn nôn và tìm cớ để ra ngoài, nhưng lại bị ông Baek gọi lại. Một lát sau, đến giờ ăn trưa, đài truyền hình phát sóng thông báo tìm người, hình ảnh camera ghi lại rõ ràng cảnh nghi phạm chuẩn bị hành hung nạn nhân. Một người dân đã xuất hiện kịp thời, đánh gục tên tội phạm và đưa nạn nhân thoát thân. Đài truyền hình hy vọng tìm được người hùng giấu mặt này để cho tặng bằng khen và tiền thưởng. Sau bữa ăn, Jin Hee trở lại đồn cảnh sát và muốn trao đổi với Cheon về lý do tại sao mọi người lại ghét cô đến thế. Cheon thẳng thắn cho biết chỉ cần tố cáo là đủ, không hiểu sao lại phải viết thêm thư khiếu nại. Anh cảm thấy các đồng nghiệp của mình bị oan ức. Jin Hee đã tố cáo vài lần nhưng đứa trẻ vẫn bị đánh, liệu có phải do cảnh sát giải quyết không hiệu quả? Khi những người khác cũng trở lại đồn, cuộc nói chuyện giữa hai người dừng lại. Trên đường về nhà, Jin Hee thấy kẻ biến thái đang chuyển nhà. Các hàng xóm đã tụ tập tiễn đưa anh ta trong không khí vui vẻ. Sáng hôm sau, Jin Hee muốn nói chuyện lại với Cheon. Hóa ra, những gì ông Baek nói hôm trước là sự thật. Người mẹ đã đánh con mình và khiếu nại rằng phản ứng của cảnh sát quá mức cần thiết, khiến cơ quan cấp cao ra lệnh thay đổi người phụ trách và chỉ thị cho đồn cảnh sát không được can thiệp. Mặc dù nhận được báo cáo từ Jin Hee và liên tục có mặt tại hiện trường, họ vẫn không thể làm gì. Bây giờ, suy ngẫm lại lời Cheon nói về sự oan ức của các đồng nghiệp, Jin Hee đã có thể hiểu ra rằng mình không hiểu hết vấn đề. Nhưng Jin Hee nghĩ nếu là cô sẽ tìm cách giải quyết khác. Điều này đã khiến Cheon tức giận, anh ta bực bội nói rằng Jin Hee không phải là người phù hợp làm cảnh sát. Sau đó, với tư cách là sếp, anh nhắc nhở cô rằng trong một năm làm việc tại đồn, cô chỉ cần làm những gì cần làm, không gây rắc rối, không cần phải suy nghĩ, chỉ cần thở bình thường là đủ. Tuy nhiên, Jin Hee tuyên bố rằng khi đến lúc, cô sẽ ra đi, nhưng cô không thể chỉ ra đi một cách tầm thường. Trong năm này, cô sẽ không ngần ngại đối đầu với Cheon. Nói về mẹ của Jin Hee, Eun Mi, bà là một nhà trị liệu và sức mạnh của bà rất lớn, thường xuyên khiến các khách hàng nam phải kêu la vì bị bà ấn mạnh. Ngày hôm sau, Jin Hee cảm thấy hối hận về những lời lớn tiếng mình đã nói với Cheon, bởi bạn thân Tae Kyung từng nhắc nhở cô đừng gây rối. Và lãnh đạo cũng đã cảnh báo rằng nếu cô không cư xử tốt thì việc thăng chức sẽ bị trì hoãn, tại sao cô lại bốc đồng như vậy? Cô ngay lập tức đến đồn cảnh sát và đề nghị được tuần tra hàng tuần cùng với các đồng nghiệp khác nhau, nhưng mọi người vẫn không coi trọng cô. Jin Hee mời mẹ cùng đi dạo để giải tỏa. Trong khi qua đường, mẹ của Jin Hee nhìn chằm chằm vào màn hình lớn và nói với cô rằng người dân tốt bụng kia chính là bà. Tuy nhiên, Jin Hee tỏ ra không mấy quan tâm và còn ngăn cản mẹ mình đến nhận bằng khen và tiền thưởng. Một chi tiết quan trọng là trong khi họ đang trò chuyện, một người đeo mũ lưỡi chai đứng phía sau nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Do vụ việc vẫn đang được điều tra và thủ phạm chưa bị bắt, Jin Hee không chắc người này có thể trả thù hay không. Jin Hee nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chờ đến khi thủ phạm bị bắt thì mới đi nhận bằng khen và tiền thưởng. Mẹ con họ đến một cửa hàng nhỏ và bất chợt trời đổ mưa tầm tã, khiến Jin Hee nhớ lại những ngày còn đi học. Dù trời có sấm sét, mẹ cô chưa bao giờ mang ô đến cho cô. Nhưng mẹ cô luôn làm việc đến nửa chừng rồi để sẵn nước nóng cho cô về nhà tắm. Họ bắt đầu hồi tưởng về những kỷ niệm đã qua. Trong một phần phụ của câu chuyện, kẻ tình nghi đã sử dụng kỹ thuật để phục hồi hình ảnh mờ nhạt và đã được mã hóa của người hành rong rong cảm. Một ngày, một bà lão cao tuổi đến bệnh viện. Trước khi bắt đầu liệu pháp massage, Eun Mi phát hiện ra một vài vết bầm tím trên eo bà. Bà lão giải thích rằng đó là do vô tình va đập khi rửa bát. Eun Mi đề nghị chụp vài tấm CT trước để có thể điều trị đúng cách, nhưng ngay khi nghe thấy điều này, bà lão trở nên vô cùng kích động và từ chối tiếp tục liệu pháp. Eun Mi không còn cách nào khác, chỉ đành khuyên bà bôi thuốc rồi mới ra về. Khi vừa rời khỏi phòng khám, Eun Mi nhận thấy một cậu bé đang dán mắt vào những viên kẹo được bày ở quầy lễ tân. Bà lấy hai nắm kẹo đưa cho cậu bé. Ban đầu Eun Mi định vỗ về đầu cậu, nhưng cậu bé bản năng lùi lại. Dựa vào kinh nghiệm của một người mẹ, Eun Mi nhận ra có điều gì đó không ổn. Tối đó, bà đã chia sẻ những nghi ngờ trong lòng mình với con gái là Jin Hee, một sĩ quan cảnh sát. Eun Mi nghi ngờ có người đã đánh bà lão. Ngày hôm sau, Cheon,
Jin Hee và nhân viên của Liên đoàn Phụ nữ đã đến nhà bà lão sau khi nhận được báo cáo rằng có người đã đánh mẹ mình. Tuy nhiên, bà lão kiên quyết phủ nhận và cho biết mặc dù sống cùng con trai và con dâu, nhưng phần lớn thời gian trong ngày bà đều ở một mình. Đúng lúc đó, từ tầng 2 vang lên một tiếng động lớn. Jae-won và Jin Hee phát hiện ra cậu bé đang ở sau rèm cửa tầng 2, khóc lóc kêu gọi bà ngoại. Bà lão chạy vào phòng và ôm cháu trai vào lòng, cả hai ôm nhau khóc nức nở. Jin Hee từ từ gỡ áo cậu bé lên và sự thật đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, bà lão không chỉ từ chối đến trung tâm hỗ trợ mà còn từ chối cung cấp lời khai. Nhân viên cho rằng cách tốt nhất hiện nay chỉ có thể là tiếp tục quan sát tình hình. Jin Hee không hiểu tại sao bà lão lại hành động như vậy. Hóa ra, bà lão sợ rằng nếu chuyện này bị phơi bày, con trai bà sẽ bị người khác khinh thường. Nhân viên đã khuyên rằng điều quan trọng nhất hiện nay là thuyết phục được bà lão. Jin Hee lo sợ rằng trước khi thuyết phục được bà, có thể xảy ra chuyện không tốt. Nhân viên nghe vậy không đồng ý. Bà ta nghe nói Jin Hee mới đây đã làm rối tung cơ quan bảo vệ trẻ em và đồn cảnh sát Nam Son và khuyên cô đừng vượt quá giới hạn và để mọi chuyện dừng lại ở đó. Jae-won cũng ở bên cạnh tán thành, không quan tâm đến suy nghĩ của những người cùng làm việc liệu họ có cảm thấy ý kiến của họ không được coi trọng hay không. Mẹ Jin Hee hỏi về vụ án vào ban ngày giờ ra sao. Jin Hee nói với mẹ rằng dù cô có muốn quan tâm thêm cũng không được vì vụ án đã được chuyển lên tổng cục và không còn thuộc quyền quản lý của cô nữa. Lúc này mẹ mới nhắc đến cậu bé kia, bà ấy ban đầu không nói ra vì sợ các điều tra viên làm sợ hãi đứa trẻ nên mới cố tình giấu giếm. Jin Hee bảo mẹ rằng vụ án đã được xử lý, coi như thành công được một nửa. Nhưng mẹ cô không nghĩ vậy và mẹ con họ lại cãi nhau về vấn đề này. Sau khi ra khỏi nhà, Jin Hee đến cửa nhà của bà lão. Cô muốn tìm hiểu thêm một số manh mối hữu ích nhưng vô tình gặp phải Jae-won, người cũng có cùng ý định, tại một góc phố. Ngày hôm sau, trong khi đang làm việc, Eun-mi nhận được cuộc gọi từ con trai của bà lão. Người này biết rằng người đã báo cáo là Eun-mi và đã chỉ trích bà vì can thiệp vào việc nhà người khác, đồng thời đe dọa sẽ kiện cô bằng mọi cách có thể. Tuy nhiên, Eun-mi không hề cảm thấy mình làm sai, trái lại, bà cho rằng người con trai này đã phụ bạc mẹ mình. Vì thế, bà đã công khai hành vi của người đàn ông này trước đám đông và mắng mỏ anh ta một trận. Điều này đã khiến kẻ bất hiếu kia tức giận không thôi. Có thể nói, đoạn này thật sự rất sảng khoái. Sau khi biết chuyện, Jin Hee đã tìm gặp nhân viên và hỏi ai đã tiết lộ thông tin người tố giác. Hóa ra, kẻ bất hiếu đã thấy được hồ sơ khám chữa bệnh tại bệnh viện từ một người quen. Lúc này, nhân viên lại tiết lộ cho Jin Hee một thông tin khác khiến cô bối rối. Cô đã gọi điện cho Jae-won để hỏi ý kiến anh ấy. Khi đối mặt với xung đột giữa giá trị và nguyên tắc, anh ấy sẽ làm thế nào? Jae-won thẳng thắn nói rằng những việc không thể làm thì sẽ không làm, nhưng những gì có thể sẽ cố gắng giải quyết. Jin Hee lập tức trở lại đồn cảnh sát. Mọi người vẫn không mến mộ cô, nhưng Jin Hee vẫn muốn thử. Cô đã nhờ các đồng nghiệp giúp đỡ đôi bà cháu tội nghiệp. Mặc dù hiện tại không có bằng chứng trực tiếp, nhưng nếu kẻ gây hại quên không xóa bản ghi của máy ghi hình lái xe thì sao? Tuy nhiên, trước khi Jin Hee kịp làm gì, ông Baek đã nói với cô rằng Jae-won đã đi xử lý vụ máy ghi hình. Jin Hee cũng muốn đi đến bệnh viện để kiểm tra hồ sơ khám bệnh, nhưng không biết rằng Jong-jo đã gửi hồ sơ đến tổng cục. Nghĩa là mọi người đã nghĩ trước cô một bước, điều này khiến Jin Hee cảm thấy rất ngại ngùng. Đúng lúc đó, một tình huống khẩn cấp bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người đều vội vàng đến hiện trường, chỉ để lại một mình cô ở đồn. Cô bắt đầu nhìn những đồng nghiệp của mình bằng con mắt khác. Mặt khác, kẻ bất hiếu không chịu nổi, thật sự đã tìm đến phòng khám. Khi nghe thấy giọng nói, Eun-mi ngay lập tức đoán ra đó là kẻ bất hiếu hạ lưu kia. Tuy nhiên, người này không chịu lý giải mà chỉ hét lên hỏi có bằng chứng gì không, có thấy anh ta đánh người không. Eun-mi lập tức nói rằng cô đã chứng kiến tất cả. Rõ ràng là kẻ bất hiếu đó đã cảm thấy tội lỗi và đã đẩy Eun-mi một cái. Hai người bắt đầu xô sát với nhau. Nghe thấy tiếng ồn, giám đốc bệnh viện lập tức gọi người vào can ngăn. Khi họ chen chúc vào bên trong, họ thấy Eun-mi và những vị khách quen của bà đang kẹp chặt kẻ bất hiếu. Cảnh sát hình sự nhanh chóng đưa mọi người về đồn. Những vị khách của Eun-mi, mỗi người đều là người trung niên, lần lượt lên án hành vi của kẻ bất hiếu. Người con trai bất hiếu còn chửi bới và định tấn công những người này. Eun-mi bảo anh ta im miệng, nếu không bà sẽ xé toạc mồm và lưỡi của anh ta ra. Ngay lúc đó, con cái của những vị khách đến đồn. Những người già lúc nãy còn đầy sức mạnh, bỗng nhiên bắt đầu khóc lóc, than vãn và đồng loạt chỉ trích người con trai bất hiếu đã đánh họ. Sự kiện này đã làm cho kẻ bất hiếu sợ hãi đến mức không dám lên tiếng. Eun-mi lợi dụng cơ hội để chế nhạo anh ta, gọi anh ta là kẻ hèn nhát, chỉ dám ức hiếp người yếu hơn. Nếu không có cảnh sát can thiệp, có lẽ kẻ bất hiếu đã bị đánh rất thảm. Sự việc cứ thế kéo dài đến tối muộn mới kết thúc. Sau khi những người liên quan đã ra về, Jin Hee tìm thấy mẹ mình đang đứng một mình trong góc. Hóa ra, từ khi còn nhỏ bà đã bị cha đơn thân đánh và tình trạng đó vẫn không thay đổi ngay cả khi bà mang thai ở trung học. Mẹ cô đã cố tình để Jin Hee ra ngoài và một mình biến mất không biết đi đâu. Chẳng bao lâu sau trời bắt đầu mưa, những đồng nghiệp của Jin Hee mừng thầm vì thời tiết sẽ trở nên mát mẻ hơn. Nhưng Jin Hee lại lo lắng liệu mẹ mình có bị ướt không. Sau giờ làm, cô vội vã về nhà nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Cô liền cầm ô ra khỏi nhà và không đi được bao xa đã gặp mẹ mình. Mẹ con Jin Hee trở về nhà và mẹ cô phát hiện ra rằng Jin Hee đã chuẩn bị nước nóng cho bà, y như những gì bà từng làm cho cô khi còn nhỏ. Hóa ra, mẹ cô không biết phải mang ô đến cho con vì bà cũng lớn lên như thế. Nhưng khi vừa rồi Jin Hee xuất hiện với chiếc ô, bà mới thực sự hiểu được cảm giác ấy thật tuyệt vời. Từ đó,
mẹ con họ đã hòa giải với nhau. Sau khi Jin-hee tắm xong, bà mẹ lại biến mất không thấy đâu và lúc này có một người đang lén theo dõi bà. Hóa ra đó là Mi-jung, người bạn thân thiết của mẹ cô, họ là những người bạn rất thân thiết. Sau khi sinh Jin-hee, mẹ cô đã sống nhờ nhà Mi-jung và đã rất vất vả khi một mình nuôi con. May mắn thay, Mi-jung và mẹ của cô ấy đã giúp đỡ chăm sóc Jin-hee, giúp mẹ cô có thể tiếp tục cuộc sống. Ba người họ đang trò chuyện tại nhà thì Mi-jung bỗng nhớ ra có một thanh niên đáng ngờ đi theo sau mẹ Jin-hee. Thanh niên đó đội mũ, mặc quần jean. Nghe đến đây, Jin-hee cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô suy nghĩ trong khi bước ra khỏi nhà và bỗng thấy một người có đặc điểm tương tự không xa. Nhớ lại ngày hôm đó tại siêu thị và lúc vừa rồi đón mẹ, người này dường như cũng có mặt. Cô liền đi theo người đó và tới một con hẻm, nơi vô tình gặp Cheon đang tuần tra. Lúc đó, anh nhận được cuộc gọi từ ông Baek, bằng chứng về vụ bạo hành gia đình từ máy ghi hình đã được tìm thấy. Jin-hee rất vui mừng vì cuối cùng cũng có thể đưa kẻ xấu ra trước pháp luật. Cô cũng hiểu ra rằng Cheon sợ cô bị sa thải nên mới không cho phép cô gây rối. Hồi đó, cách đây nhiều năm, một người cha độc thân nghiện rượu ép buộc con gái học trung học phải kiếm tiền mua rượu cho ông ta khi say rượu. Người bạn thân xuất hiện kịp thời không chỉ bảo vệ cô gái mà còn tiết lộ việc cô mang thai. Tuy nhiên, khi nghe điều này, người bạn thân đã đẩy ông ta ngã xuống và quyết định đưa cô gái đi lần đầu tiên trong cuộc đời. Cô gái cảm nhận được tình yêu thương, cô nhìn người bạn thân một cách không tin vào mắt mình. Đó chính là câu chuyện của Eunmi và Mi-jung. Khi họ lớn lên, họ chuyển toàn bộ tình yêu của mình sang cho Jin-hee. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng mỗi khi nhớ lại, Mi-jung vẫn cảm thấy rất tức giận. Cô ấy ước gì có thể xé rách tên gian trá này, làm cho bạn thân của cô mang thai và bỏ trốn. Trước hết là bắt được hắn, rồi nhổ ra mắt của hắn, đưa vào bất kỳ lỗ nào cô ấy có thể tìm thấy. Sáng hôm sau, Jin-hee dậy sớm để đi làm, trong khi mẹ cô vẫn mang tính nổi loạn, vẫn đang lười biếng trên giường. Vừa đi được một đoạn ngắn, Jin-hee chứng kiến một người liên quan đến lệnh bảo vệ đặc biệt. Trong lúc quan sát hiện trường, cô phát hiện ra chiếc mũ lưỡi chai và ngay lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, sau một vòng tìm kiếm không thấy bóng dáng ai, khi quay trở lại hiện trường, người đó đã được cứu thành công. Không lâu sau, Jin-hee gặp Cheon ngay tại cổng sở cảnh sát. Hóa ra tối hôm trước, Cheon đã hỏi Jin-hee làm thế nào để suy nghĩ mọi việc một cách đơn giản hơn. Jin-hee hỏi lại liệu anh ấy có muốn cô dạy không, nhưng Cheon không phản ứng. Cô nghĩ rằng anh ấy chỉ đang đùa nên không nói gì thêm mà về nhà. Trong khi đó, mẹ cô đã tải một ứng dụng mạng xã hội do đồng nghiệp giới thiệu trong giờ làm việc. Bà sử dụng một bức ảnh của mình thời trẻ làm ảnh đại diện và thu hút được 15 người phù hợp. Bà chọn một người có vẻ hợp mắt, nhưng khi mở ra xem thì hóa ra đó là giám đốc phòng khám, khiến bà hoảng sợ đến mức vứt luôn điện thoại. Khi bà cúi xuống để nhặt điện thoại, vô tình đã ấn vào nút thích và họ trở thành một cặp. Phải nói thêm về giám đốc, ngoài việc tóc đã thưa và trông tròn trịa hơn một chút, ông ấy còn rất keo kiệt với nhân viên. Mặt khác, kể từ khi tìm được bằng chứng cho vụ án, thái độ của mọi người đối với Jin-hee đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhóm tuần tra đã chủ động mời cô tham gia hoạt động gắn kết nhóm. Sau vài ly rượu, mọi người đã mở lòng nói về vấn đề viết thư tố giác trước đó và Jin-hee đã được các đồng nghiệp công nhận. Tuy nhiên, trong phần hát karaoke tiếp theo, họ vẫn không rủ cô đi cùng vì cô phải chịu trách nhiệm đưa Cheon đã say về ký túc xá. Trong khi đó, khi Eunmi về nhà, bà đã tình cờ gặp người phụ nữ từng muốn quên sinh. Người phụ nữ đang bị một kẻ theo dõi mắng nhiếc. Ngay lập tức, Eunmi đã bảo vệ người phụ nữ này, đuổi kẻ theo dõi đi và tiếp tục an ủi người phụ nữ bị hoảng sợ không ngừng. Mặt khác, Jin-hee cuối cùng cũng đã đưa Cheon về tận cửa ký túc xá. Anh cảm thấy hơi buồn nôn nhưng bị Jin-hee bịt miệng lại. Sau một hồi vật lộn, Jin-hee đã vất vả đặt anh xuống sofa, mệt mỏi đến nỗi uống một nửa chai nước khoáng. Bỗng nhiên, Jin-hee phát hiện ra đơn từ chức của Cheon trên sàn. Lúc này, Cheon đã tỉnh táo hơn và lấy chai nước mà Jin-hee đã uống để tự uống. Sau đó, anh đã ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi về cách để làm đơn giản hóa cuộc sống. Jin-hee nói với anh rằng, sống cùng một người đơn giản như mẹ mình hoặc giữ những người bạn tương tự bên mình sẽ làm cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, Cheon dường như không đồng ý với phương pháp này. Khi Jin-hee chuẩn bị ra về, Cheon đột nhiên nói cô là đồ khốn nạn. Trên đường về nhà, Jin-hee đã gặp một chàng trai và có vẻ như anh ta đã chờ cô rất lâu. Hóa ra đó là Jin-soo, bạn thân từ thuở nhỏ của cô. Cứ mỗi lần chia tay, anh ta lại đến nhà cô ở vài ngày để chữa lành vết thương. Hai người đã là bạn học từ mẫu giáo, là bạn thân, bạn thời thơ ấu và tình cảm vô cùng sâu đậm, chưa bao giờ cãi vã. Một cách tự nhiên, Jin-hee trở thành mối tình đầu của Jin-soo. Tuy nhiên, họ đã chia tay không lâu sau đó. Nhìn thấy vẻ đẹp trai của Jin-soo, mẹ của Jin-hee nhớ lại bản thân mình ở tuổi 18 và hình ảnh của mối tình đầu cũng rất đẹp trai. Vì chuyện này, mẹ con họ lại cãi nhau. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản họ chỉ đạo Jin-soo nên ngủ ở đâu. Cuối cùng, mẹ và Jin-hee tức giận trở về phòng của mình. Ngày hôm sau, Eunmi vô tình phát hiện giám đốc đang ngồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tài khoản mạng xã hội của bà. Liệu ông ấy có bị thu hút bởi Eunmi không? Đồng nghiệp của Eunmi đã khuyên cô hãy yên tâm vì khả năng quan sát của đàn ông không tốt, chắc chắn họ không thể nhận ra người thật qua ảnh. Tuy nhiên, Eunmi luôn cảm thấy ánh mắt của giám đốc nhìn bà có điều gì đó không ổn. Vào buổi trưa, giám đốc đã chủ động mời bà ngồi xuống để trò chuyện, nói rằng mình trông có vẻ đơn giản hơn vẻ bề ngoài. Hóa ra giám đốc không hiểu tại sao một cô gái trẻ lại thích mình rồi lại nhanh chóng bỏ thích. Liệu đây có phải là một cuộc kéo co mập mờ? Eunmi quyết định rằng đối phương đang lừa đảo và giả vờ nói rằng ông trông giống như một con mồi ngon.
Nghe thấy điều này, giám đốc cảm thấy buồn bã vì đã đặt cảm xúc vào đó. Thấy vậy, Eun Mi đã giật lấy điện thoại của ông và nhanh chóng chặn tài khoản của mình. Tuy nhiên, bà chưa kịp vui mừng thì quản lý đã gỡ bỏ danh sách đen và thậm chí còn thích nó. Thật ra, mối quan hệ này quá nặng nề đối với Eun Mi. Sáng hôm sau, khi nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp công viên, họ đã phát hiện một thi thể nữ. Theo các phương tiện truyền thông, nạn nhân từng kêu gọi xã hội giúp đỡ. Nhóm tuần tra chịu trách nhiệm phong tỏa hiện trường. Jin Hee, khi nhìn thấy nhân viên lấy chứng cứ, không khỏi nhớ lại chiếc mũ lưỡi chai mà cô đã gặp trong những ngày qua và đoán rằng đó chính là thủ phạm. Sau đó, cô đã so sánh các địa điểm mà chiếc mũ lưỡi chai xuất hiện, quan sát các camera giám sát gần đó sau giờ làm việc và camera ở hành lang cửa nhà, đang phân vân không biết có nên lắp thêm một chiếc camera giám sát ở góc không. Mẹ của Jin Hee rất đau buồn về sự ra đi của nạn nhân, vì dù sao họ cũng từng gặp mặt nhau. Jin Hee lo lắng liệu trong lúc cô hành dong dong cảm, kẻ phạm tội có thấy mặt cô không. Mẹ cô nói là không, nhưng không biết rằng diện mạo của mẹ cô đã bị phân tích từ lâu. Kẻ đội mũ lưỡi chai đang cầm dao đi tới đi lui trong phòng. Hôm sau, trong lúc tuần tra, Jin Hee bắt gặp một người đàn ông đội mũ, có vẻ như đang chụp lén. Tuy nhiên, đồng nghiệp của cô không chắc chắn lắm, cô quyết định điều tra thêm. Sau khi công bố danh tính, Jin Hee yêu cầu xem điện thoại của người này, nhưng người đàn ông tỏ ra cực kỳ kháng cự. Quay đầu một cái, Jin Hee đã đưa anh ta về đồn cảnh sát. Dưới sự điều giải của Chae-won, người đàn ông đồng ý cho xem nội dung trong điện thoại, nhưng bên trong không có gì cả. Lúc này, anh ta yêu cầu Jin Hee phải xin lỗi mình. Sau khi miễn cưỡng xin lỗi, người đàn ông muốn đi nhờ nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, Eun Mi và Mi Jung mang trái cây đến để cảm ơn mọi người và ngẫu nhiên Eun Mi cũng muốn đi nhà vệ sinh. Tuy nhiên, người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào bà. Cảnh tượng này đã không thoát khỏi mắt của Jin Hee. Nhận ra mình bị phát hiện, người đàn ông vội vàng rời khỏi đồn cảnh sát nhưng chưa đi được vài bước thì dừng lại, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi quay đầu nhìn thấy Jin Hee theo sau, anh ta không chần chừ mà bỏ chạy ngay lập tức. Điều này khiến Jin Hee càng nghi ngờ hơn. Tối đó, trên đường về nhà sau giờ làm, cô bắt gặp người đàn ông đội mũ đang dõi theo cửa sổ nhà mình. Vừa mới tiến vài bước về phía người đàn ông, anh ta đã bỏ chạy. Jin Hee lập tức đuổi theo và trong lúc đó cô cũng yêu cầu sự hỗ trợ của đồng nghiệp tại đồn. Jin Hee va chạm vào người đàn ông, túm lấy và đẩy anh ta vào tường, và người này chính là người đàn ông ban ngày. Đúng lúc này, sự hỗ trợ của đồng nghiệp cũng đến, nhưng cô đang trong trạng thái cảm xúc dâng trào và không hề có ý định buông tha cho anh ta. Ông Baek định đỡ Chae-won lên nhưng lại khiến anh đau đến mức nét mặt co rúm lại. Người đàn ông bí ẩn nhận ra rằng vai Chae-won bị chật, hóa ra anh ta là một bác sĩ. Người này nâng cánh tay của Chae-won lên, sau đó kéo mạnh về phía sau rồi xoay sang trái. Chỉ nghe một tiếng cạch, vai chật đã được vào lại vị trí. Dù người đàn ông đã trị liệu cho Chae-won, Jin Hee vẫn muốn hiểu rõ tại sao anh ta lại bỏ chạy khi nhìn thấy mình. Người đàn ông giải thích rằng khi có người lạ đột nhiên đuổi theo mình, anh tự nhiên sẽ hoảng sợ. Vì lý do an toàn, Chae-won đề nghị kiểm tra chứng minh thư của người đàn ông. Tuy nhiên, người này không có tiền án, thậm chí không có hồ sơ vi phạm tốc độ hay đỗ xe sai quy định. Thêm vào đó, không có bằng chứng thực tế nào. Cuối cùng sự việc kết thúc bằng lời xin lỗi của Jin Hee. Đứng dưới nhà, cô chắc chắn rằng người đàn ông vừa rồi đang nhìn vào nhà mình. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, từ xa, người này thực sự đang lén nhìn. Lúc này, mẹ cô đang theo dõi chương trình truyền hình và học nhảy vũ điệu nhóm nhạc nữ. Jin Hee thả lỏng cảnh giác, cảm thấy cổ mình đau nhức, ngồi trước sofa muốn mẹ mình giúp xoa bóp. Nhưng mẹ cô nói rằng đã mệt mỏi vì xoa bóp cho khách hàng, tuy tay vẫn không ngừng nhảy múa. Về đến nhà, bà không muốn xoa bóp cho ai nữa. Thế là Jin Hee đề nghị giúp mẹ giãn cơ bằng cách đạp lên lưng. Mẹ cô bị làm phiền, tỏ ra cáu kỉnh và đạp một cái mạnh vào lưng con gái. Jin Hee đau đớn rên lên. Ngày hôm sau đi làm, mẹ cô đang tập nhảy vũ điệu nữ tại phòng khám. Lúc đó, giám đốc dẫn người đàn ông đó tới và yêu cầu Eun Mi làm liệu pháp cho anh ta. Thực ra, hai người họ vừa gặp mặt đã nhận ra nhau. Người đàn ông tên là Jin Hong, họ từng là tình đầu của nhau. Không hiểu sao mẹ cô lại nhớ đến điều gì đó và bỗng nhiên cô ấy đưa Jin Hong một cú đấm mạnh. Tối hôm đó, mẹ con tôi mỗi người đều có những tâm tư riêng. Jin Hee băn khoăn không hiểu tại sao Jin Hong lại nhìn chằm chằm vào nhà mình, nghi ngờ ông ta có ý đồ xấu. Còn mẹ cô không hiểu tại sao mối tình đầu lại bất ngờ xuất hiện, trong lòng luôn có một nỗi niềm khó giải. Hóa ra, chuyện tình của mẹ cô và Jin Hong ngày xưa đã bị phơi bày bởi mẹ cô là một cô gái cá tính mạnh mẽ, khiến cho cha mẹ của Jin Hong vì chuyện này mà đau ốm liên miên. Jin Hong và em gái phải chuyển trường, nhưng em gái Jin Hong không chịu được, đã rủ một số bạn học đánh mẹ cô. Sau đó, Jin Hong đã ân cần bôi thuốc cho mẹ cô và khi được hỏi liệu có thể gặp lại không, ông đã hứa sẽ thường xuyên đi xe buýt về thăm. Nhưng mẹ cô không cần lời hứa, cô ấy chỉ muốn biết người mình yêu có quan tâm mình như cô ấy quan tâm anh ta hay không. Nhận được lời hứa từ Jin Hong, mẹ cô đã bộc lộ cảm xúc thật, để lộ sự tổn thương và uất ức đã chôn giấu. Như vậy, họ đã trao cho nhau lần đầu tiên của mình. Ngày hôm sau, Jin Hong đã đặc biệt hẹn gặp mẹ cô và ngượng ngùng giải thích lý do tình cờ gặp lại. Nhưng anh nhận ra rằng mẹ cô có vẻ không mấy hứng thú, vì thế đã thẳng thắn hỏi về cuộc sống sau khi chia tay như thế nào. Càng nghĩ mẹ cô càng tức giận, thừa nhận rằng mình có một cô con gái, trông rất giống Jin Hong. Khi nhận ra điều này, Jin Hong không dám tin, mặt đỏ bừng. Liệu Jin Hee có phải là con gái của ông không? Mặt khác,
Taekyung nói với Jin-hee rằng nghi phạm vụ án thi thể phụ nữ trong công viên đã được xác định là bạn trai cũ của nạn nhân. Người này có tiền án về tội phạm tình dục và đã biến mất ngay sau khi vụ án xảy ra. Hiện tại người ta vẫn chưa bắt được anh ta. Ngày hôm sau, Jin-hee đã nhờ Jin-su đi theo mẹ cô sau giờ làm việc và khi bà đi ra ngoài vào buổi tối, coi như một cách bảo vệ. Jin-su, sống nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, đã đồng ý. Tối hôm đó, khi tan làm, mẹ cô cố tình tránh mặt đồng nghiệp, lén lút trốn vào góc để trang điểm lại và bảo rằng bản thân lúc này rất đáng ghét. Dù miệng nói vậy, nhưng bà biết mình sẽ gặp lại người yêu cũ. Quả nhiên, Jin-hong đã chặn đường Eun-mi, mời cô đi uống một ly. Jin-su, người đang bảo vệ, vô tình nhìn thấy và hiểu lầm rằng dì mình đang yêu đương. Jin-hong chuẩn bị bữa ăn cho Eun-mi như hồi còn học trung học, nhưng Eun-mi lại rất thẳng thắn, nói rằng mình không còn là cô bé ngày nào và nếu muốn bồi thường thì hãy dùng tiền. Jin-hong nói anh ta rất giàu, nhưng Eun-mi hỏi liệu anh có thể bù đắp lại tuổi trẻ của cô không. Thực tế, Jin-hong đã nhiều lần bỏ nhà đi tìm Eun-mi, nhưng đều bị bố anh ta bắt gặp tại trạm xe buýt và đánh bằng gậy gôn. Sau đó, Jin-hong mới từ bỏ. Trong suốt 30 năm, ông sống như một cái xác, nhưng khi gặp lại Eun-mi tại đồn cảnh sát, mắt ông không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác, luôn hối tiếc vì đã bỏ rơi bà. Eun-mi yêu cầu Jin-hong nói thẳng, đừng vòng vo. Ông cầm lấy một ly rượu để lấy can đảm, và đúng lúc này, Mi-jung bước đến. Khi nhận ra Jin-hong chính là người đã khiến bạn thân mình sinh con mà chưa cưới, cô đã lôi ông ta vào nhà vệ sinh và đánh một trận tơi bời. Khi ra ngoài, tay bà ấy còn nắm một nắm tóc. Nhìn Jin-hong bị bầm dập, Eun-mi đã nói ra suy nghĩ trong lòng, sau bao nhiêu năm mới xuất hiện, xứng đáng bị đánh. Những gì ông ta đang cố gắng bù đắp chỉ là thương hại bản thân mình, là để bù đắp cho Jin-hong ngày xưa không làm được gì. Mối quan hệ của họ đã kết thúc ngay từ thời trung học. Trên đường về, Eun-mi có vẻ ủ rũ, Mi-jung lo lắng cho bạn thân. Tuy nhiên, Eun-mi cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào. Rõ ràng là thấy Jin-hong là tức giận, nhưng lại không thể không tò mò về ông. Ngày hôm sau, Jin-hong đứng đợi Eun-mi dưới tòa nhà phòng khám từ sáng tới tối, nhưng ông lại ngại tiến lên chào hỏi. Về đến nhà, Eun-mi nhớ lại những gì Jin-hong đã làm, cảm thấy do dự không quyết đoán được. Jin-hee nhận ra rằng mẹ mình đang yêu, bởi mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ, bà đều trong trạng thái này. Cô đề nghị mẹ hãy thử hẹn hò xem sao, nếu thấy không hợp thì chia tay. Nhưng người này có một danh tính đặc biệt, mẹ cô không thể nói rõ với con gái, chỉ biết thở dài bất lực. Jin-hee bắt đầu đoán mò về những khả năng như có gia đình rồi, và cuối cùng hai mẹ con không thể tìm ra cách giải quyết. Ngày hôm sau tan làm, mẹ cô không thể chịu đựng được nữa, kéo Jin-hong vào góc và nói với anh ta rằng nếu anh ta đến chỉ vì trách nhiệm thì thôi. Những lời nói trước đây đều là dối trá, con gái bà và Jin-hong không có quan hệ gì. Tuy nhiên, Jin-hong lại đề nghị bắt đầu lại mối quan hệ, nếu không thể làm bạn cũng được, rồi anh ta nắm lấy tay mẹ cô. Nhưng có vẻ như mẹ cô vẫn chưa tha thứ cho anh. Trong lúc hai người đang giằng co, Jin-hee đi tuần tra và nhìn thấy, cô liền kéo mẹ mình ra sau để bảo vệ. Cô nghi ngờ Jin-hong chính là người đội mũ lưỡi chai theo dõi và cũng là thủ phạm vụ án thi thể phụ nữ trong công viên. Tuy nhiên, khi Jin-hong nghe Jin-hee gọi mẹ, ông ta bị sốc đến mức tay run không ngừng và không thể nói ra lời nào trọn vẹn. Jin-hee không nghe lời giải thích của mẹ, gọi Jong-jo đến giúp đỡ. Trong lúc hiểu lầm càng thêm trầm trọng, mẹ cô nói với cô rằng đây là cha cô. Jin-hee nghe xong thì đứng hình tại chỗ. Tuy nhiên, không chỉ bạn thân của mẹ không đồng ý, ngay cả con gái cũng không tán thành. Jin-hee cho rằng hai người mới gặp lại nhau chưa lâu, chưa đủ hiểu nhau. Cô con gái kiên quyết dùng xe cảnh sát đưa mẹ về nhà, để lại Jin-hong một mình bên cạnh đứng ở hơi. Trở lại dưới chân tòa nhà chung cư, mẹ muốn giải thích nhưng chưa kịp mở lời, Jin-hee đã nhận được cuộc gọi cảnh báo, cả hai vội vàng chia tay. Mẹ lo lắng rằng Jin-hong có thể đã bị hoảng sợ, muốn gọi điện để hỏi thăm, nhưng tiếc là bà không có số của ông. Lúc này, Jin-hong đã về đến nhà, đầu óc ông vẫn cứ bị ám ảnh bởi những ấn tượng không tốt mình đã để lại với Jin-hee những ngày qua. Và biết được cô là con gái mình, ông vô ý đạp phải bàn trà. Trong khi đó, mẹ đã kể lại chuyện vừa xảy ra cho Mi-jung nghe. Mi-jung không hiểu tại sao lại cho Jin-hong cơ hội, không lẽ trong lòng vẫn còn người đó. Nhưng mẹ lại cảm thấy cảm xúc đó cũng không tồi. Mi-jung nhắc nhở mẹ phải tỉnh táo, Jin-hong là cha ruột của Jin-hee và tình yêu cuối cùng là hôn nhân. Nếu kết hôn với ông, đó sẽ là tổn thương lớn đối với Jin-hee. Mi-jung cảnh báo bà rằng nếu phát hiện bà hẹn hò với Jin-hong, cô sẽ không bỏ qua cho cả hai. Mẹ cảm thấy bị oan, vốn đến tìm sự an ủi nhưng lại bị mắng mỏ. Sáng hôm sau, khi Jin-hee trên đường về nhà sau ca đêm, tại hiện trường vụ án mà mẹ cô đã can thiệp, cô phát hiện một chiếc mũ lưỡi chai. Vừa nhặt lên, hai học sinh trung học tìm đến, một trong số họ là cô gái tên Ga-eun, người đã va chạm với Jin-hee trên xe buýt đêm đó. Cậu bé chưa kịp giới thiệu thì đã bị cô gái kéo đi. Tuy nhiên, có điều khả nghi, rõ ràng là giờ đi học nhưng hai người lại đi theo hướng không phải đến trường. Về đến nhà, Jin-hee không ngừng rung chân, cô ấy luôn như vậy khi có điều gì đó đè nặng lòng. Jin-su nhận ra điều này và đã lợi dụng cớ đưa đón mẹ Jin-hee để tống tiền cô mua một chiếc áo phiên bản giới hạn. Vì sự an toàn của mẹ, Jin-hee cắn răng đồng ý. Trong những ngày tiếp theo, mẹ không thấy bóng dáng của tình đầu, lầm tưởng rằng ông ấy chưa thể chấp nhận sự thật mình có con gái và không xuất hiện. Nhưng chính bà lại mất ngủ, trông rất xuống sắc với bộ dạng lộn thuộm. Thế là, bà đã trút hết nỗi niềm tương tư vào bữa sáng. Mẹ nghĩ rằng con gái sợ bà tái hợp với người yêu cũ,
nên đã đặc biệt phái Jin-soo giám sát Jin-hee và vội vàng giải thích rằng bà không có ý định gặp người đó nữa. Trong khi đó, Jin-hee trong quá trình điều tra vụ án mũ lưỡi chai, phát hiện ra camera an ninh của một cửa hàng tiện lợi có thể quay được bến xe buýt đối diện. Cô nhờ Tae-kyung lấy giấy tờ để yêu cầu truy cập hình ảnh từ camera. Tối tan làm, mẹ cảm thấy bất an, cố tình tránh mặt đồng nghiệp bằng cách nói dối là đi nhà vệ sinh. Mọi người nghĩ bà tìm được mối tình mới nên không hỏi thêm. Thực ra, mẹ đã bảo Jin-soo về nhà trước vì Jin-hong đang đứng ở phía đối diện đường. Bà thoa son môi, tháo kính ra, nhưng rồi lại suy nghĩ một chút và lao đi, tỏ ra lạnh lùng khi gặp Jin-hong. Cảnh quay chuyển sang hai người ngồi trong quán ăn nhỏ, bà muốn biết tại sao ông ta vẫn kiên trì bám theo mình. Jin-hong thẳng thắn muốn xin lỗi về những hành động trước đây. Tuy nhiên, bề ngoài mẹ cảnh báo ông không nên mơ mộng, nhưng lại lấy số điện thoại của ông vì cảm giác không thể liên lạc được thật khó chịu. Ngoài ra, mẹ đã yêu cầu Jin-hong đến phòng khám buổi tối để đưa bà về nhà. Ông ấy nghe xong vui mừng không thể tả, sẵn sàng đưa đón mỗi ngày. Thực ra, mẹ không cho Jin-hong uống rượu vì nghe nói từ miệng của giám đốc rằng chân ông ấy bị thương nhiễm trùng, dẫn đến sốt cao và phải đi cấp cứu bằng xe cứu thương, và người liên lạc khẩn cấp lại chính là giám đốc phòng khám. Ngày hôm sau tan làm, Jin-hong đưa mẹ về nhà và tình cờ bị Jin-hee đang nghỉ phép bắt gặp. Như có linh cảm, một giây sau đó cô nhìn thấy chiếc mũ lưỡi chai, liền lập tức đuổi theo. Nhưng đáng tiếc, đến hiện trường vụ án thì người đó đã biến mất. Cô lập tức tìm đến Jae-won, yêu cầu xem ảnh của nghi phạm vụ án thi thể phụ nữ trong công viên. Hóa ra người phụ nữ mà mẹ cứu giúp là nạn nhân trong vụ án thi thể. Do hình ảnh camera giám sát quá mờ, cảnh sát không thể vẽ được chân dung nghi phạm. Dư luận và truyền thông đặc biệt quan tâm đến vụ án này. Cơ quan chức năng đã cố tình che giấu danh tính của mẹ, vì vậy đài truyền hình mới treo thưởng tìm kiếm bà. Do nạn nhân đã đăng xuất không thể làm chứng, Jae-won buộc phải làm bản ghi nhớ cho mẹ vào ngày đưa trái cây. Ban đầu nhận định người đàn ông trong camera giám sát và kẻ cho đăng xuất người là cùng một người, nhưng tiếc là hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào. Jae-won tò mò về sự kiên trì của Jin-hee đối với Jin-hong, và khi biết Jin-hong là cha ruột của cô, anh đã bất ngờ. Trở về nhà, mẹ nói với Jin-hee rằng bà không cần Jin-soo đưa đón nữa vì đã tìm được người khác. Nhưng Jin-hee tỏ ra không quan tâm, mẹ lập tức nhận ra con gái đang giận dỗi. Bà giải thích rằng mình không yêu lại người yêu cũ, Jin-hee nói cô không quan tâm. Mẹ hỏi liệu trước đây cô có quan tâm không, rằng mẹ đang hẹn hò với loại đàn ông như thế. Jin-hee thẳng thắn nói cô không muốn trở thành phân cá vàng. Hồi còn nhỏ, khi bị hàng xóm chế giễu là phân của cá vàng, vì cá vàng có vẻ ngoài lộng lẫy nhưng lại không thể tự mình cắt đứt những thứ bẩn thỉu ấy, mẹ của Jin-hee đã tức giận kéo tóc hai người phụ nữ hàng xóm, trách họ nói không suy nghĩ. Tuy nhiên, Jin-hee đã khắc sâu chuyện này trong lòng. Mẹ không hiểu tại sao con gái lại nhớ mãi chuyện đó, coi trọng những lời nói của những người phụ nữ ngu ngốc. Jin-hee biết, chính vì mẹ cô mới chia tay với các chú, nên mỗi khi gặp họ, cô luôn cố gắng làm nũng, chiều chuộng họ. Tuy nhiên, sau mỗi lần chia tay, mẹ cô lại khóc hàng ngày. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đó, Jin-hee mới chỉ 6 tuổi. Khi mẹ khóc, cô luôn cảm thấy sợ hãi và lo lắng, tự trách mình vì đã khiến mẹ buồn. Jin-hee đã sẵn sàng ra đi sau khi nói xong, không hay biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị Jin-hong nghe trộm ngoài cửa. Nhưng khi mở cửa quá mạnh, ông đã đập chán vào cánh cửa. Jin-hee không để ý đến anh, dẫn theo Jin-soo rời đi. Khi mẹ cô đang bôi thuốc cho Jin-hong, bà bắt đầu lẩm bẩm về việc đã tiết kiệm tiền học phí đại học cho con gái. Nhưng vì cô ấy học trường cảnh sát nên đã tiết kiệm được một khoản, cộng thêm tiền vay để mua căn nhà hiện tại. Trước đây có lần, mẹ thực sự đã nghĩ đến việc bỏ con gái để đi lấy chồng. Dù Mi-jung sẵn lòng nuôi dưỡng Jin-hee, cuối cùng bà ấy vẫn không thể làm được điều đó. Tuy nhiên, Jin-hee vẫn nhớ mãi chuyện này. Jin-hong đã nhẹ nhàng vuốt tóc mẹ Jin-hee, nhưng khi tỉnh táo lại, bà ấy đã thay đổi thái độ và lập tức đuổi ông ra khỏi nhà mình. Ngay hôm sau, Jin-soo nhận được thông báo trúng thưởng thẻ tín dụng, phần thưởng là phiếu lưu trú 3 ngày 2 đêm tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Tuy nhiên, chi phí này đã được thanh toán bằng thẻ của Jin-hee, nên cô đã đe dọa Jin-soo chia sẻ phiếu thưởng. Khi đi làm, Jin-hee đã xin nghỉ phép năm bởi cô muốn tận dụng kỳ nghỉ này để xin lỗi mẹ. Với sự giúp đỡ của Mi-jung, mẹ cô đã vui vẻ đồng ý lời mời đi nghỉ. Ngày hôm sau, hai mẹ con đã cẩn thận ăn mặc chỉn chu, cùng với Jin-soo, họ lên đường đến khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, ngay khi vừa đến sân bay, mẹ cô đã đứng cùng Jin-hong. Rõ ràng là cả hai đang có một cuộc đấu trí ngầm, nhưng Jin-hong lại không hề hay biết. Ông đã thuê xe từ sáng sớm và lái suốt đêm đến nơi chơi mà không ngủ. Dù miệng nói không mệt, không sao, nhưng trong khi lái xe, ông suýt chút nữa đã vì không tập trung mà phạm luật giao thông. Khi đến khách sạn có phòng nhìn ra biển, con gái đã đẩy mẹ và Jin-soo vào phòng, hỏi mẹ ý định đưa Jin-hong đến là gì. Bởi vì cho đến lúc đó, Jin-hee vẫn cho rằng ông là kẻ biến thái đội mũ lưỡi chai. Mẹ cô giải thích, Jin-hong vừa làm tài xế, vừa đặt nhà hàng và các điểm tham quan. Ông không chỉ sẵn lòng chi tiền mà còn rất phục tùng, bà bảo đó không phải chuyện gì to tát, và Jin-soo cũng không hiểu tại sao Jin-hee lại muốn làm lành với mẹ. Ở Seoul, chỉ cần tìm một quán nhỏ uống vài ly là được rồi. Tại sao phải đi du lịch mà lại cãi nhau? Tuy nhiên, Jin-hee lại nghĩ mẹ cô làm vậy là muốn cô phải chịu thua trước. Khi thấy Jin-hee bước ra từ phòng, liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc này, mẹ cô cảm thấy hơi đói, Jin-hee muốn ăn tôm hùm biển, nhưng mẹ cô nghe nói có quán sườn nướng than gần đó rất nổi tiếng. Hai mẹ con bắt đầu hỏi ý kiến của các đấng mày râu. Jin-soo đã quen với những tình huống như thế này,
bảo ăn gì cũng được. Nhưng Jin Hong lại nhìn mẹ cô, rồi lại nhìn Jin Hee và đề nghị đi ăn tôm hùm biển. Mẹ cô lại bảo lột tôm quá phiền phức, nhưng Jin Hong nói ông có thể lột tôm. Nói thật, Jin Hong lột tôm rất khéo, để làm tốt mối quan hệ, ông còn đặc biệt đưa cho Jin Hee một con. Tuy nhiên, khi mẹ cô định cho ông ăn, ông lại tỏ ra rất kháng cự. Hóa ra Jin Hong dị ứng với động vật có vỏ, như cua hay tôm hùm, ông không thể ăn được. Jin Hee hỏi anh tại sao không ăn tôm lại đến đây, ông bảo mình đến để lột tôm. Mẹ cô, để chăm sóc Jin Hong, đã đặc biệt gọi một nồi lẩu bộ đội không có động vật có vỏ. Nhưng ông chỉ ăn một miếng, trán liền đổ mồ hôi to như hạt đậu, không ngừng được. Jin Hee khi ăn món lẩu bộ đội mới phát hiện bên trong có thịt tôm. Chẳng mấy chốc Jin Hong vì dị ứng mà phải nhập viện. Mẹ cô tức giận mắng nhà hàng coi thường mạng người, dù đã dặn không được cho động vật có vỏ vào. Lúc này, Jin Hong lo lắng không muốn để Jin Hee thấy mình trong tình trạng xấu xí. Nhưng chưa kịp nói hết câu, y tá đã kéo rèn ra. Cảnh tượng trở nên rất ngượng ngùng, yên lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi. Sau khi biết không sao, cả nhóm trở lại khách sạn. Ba người dự định đi chơi ở biển một lúc, nhưng mẹ cô không yên tâm để mắt đến Jin Hong. Họ quay trở lại phòng, Jin Hee thấy rằng Jin Hong đã làm hỏng mọi thứ. Nếu biết mình dị ứng thì đã nên nói rõ từ đầu, lại còn xen vào chuyến đi của người khác. Ở một nơi khác, mẹ cô đang xem chương trình truyền hình và cười nắc nẻ, trong khi Jin Hong trông rất mệt mỏi. Ông cần phải đi ngủ sau 10 giờ rưỡi, dù rất buồn ngủ nhưng ông lại lo lắng cho Jin Hee. Mẹ cô lại không quan tâm lắm, vì có Jin Su ở bên cạnh cô ấy. Tiếp theo là tiếng ngáy, Jin Hong đã ngủ gật ngồi. Trong khi đó, Choi Won đã lấy được bức ảnh của nghi phạm vụ án mạng ở công viên và liền gọi cho Jin Hee. Tuy nhiên, lúc này Jin Hee đã say, nói một số điều kỳ quặc và không bao lâu sau đã ngủ gục trên bàn. Jin Su lấy điện thoại, giải thích tình hình cho Choi Won và sau đó cả hai mới cúp máy. Ngày hôm sau sáng sớm, khi chọn lộ trình du lịch, mẹ con lại xảy ra tranh cãi. Họ dự định chia thành hai nhóm để chơi, nhưng Jin Su thì lại không có mặt. Vì thế, mẹ cô quyết định hỏi ý kiến của Jin Hong. Điều bất ngờ là ông ấy lại đồng ý với lộ trình của Jin Hee. Trong suốt chuyến đi, mẹ cô không hề tỏ ra thân thiện với Jin Hong, chỉ chụp ảnh với con gái. Jin Hee nhận ra có vấn đề và hỏi mẹ tại sao lại làm vậy. Mẹ cô đoán con gái không muốn chụp hình cho họ và thêm vào đó, Jin Hong tỏ ra tệ hơn cô tưởng tượng. Từ thói quen ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày không có gì giống cô cả, sống một cách nhàm chán và luôn ừ là ừ lờ. Chính khi ba người đang chuẩn bị đi cáp treo thì một sự cố đã xảy ra. Khi ba người đi cáp treo, Jin Hong nhận ra có điều gì đó không ổn với người đàn ông phía trước, nhưng không chắc chắn nên không để ý. Tuy nhiên, khi họ đang xếp hàng, một sự hỗn loạn đã xảy ra trong đám đông. Người đàn ông đó bỗng nhiên gục xuống và không thể đứng dậy, vợ ông vội vàng kêu cứu. Jin Hong nhanh chóng chạy tới, dùng điện thoại kiểm tra phản xạ ánh sáng của mắt ông, ban đầu đánh giá có thể là đột quỵ não. Anh lấy áo mình ra để lót dưới đầu người đàn ông đó. Jin Hee ngay lập tức gọi cấp cứu, còn mẹ cô giúp đỡ bên cạnh, làm các việc lặt vặt như thúc đẩy tuần hoàn máu, đo mạch. Hiện tại, điều duy nhất họ có thể làm là cố gắng duy trì ý thức của người đàn ông. Jin Hong yêu cầu vợ người đàn ông nói chuyện với chồng mình. Cuối cùng, nhờ vào nỗ lực cứu giúp của cả ba, người đàn ông đã được xe cứu thương đưa đi. Mẹ Jin Hee mệt mỏi ngồi xuống ghế dài, nhân viên khu du lịch để cảm ơn họ đã đổi vé cáp treo mới và nói rằng bây giờ có một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Nghe nói đến hoàng hôn, Jin Hee rất hào hứng, cô rất muốn đi xem. Tuy nhiên, mẹ cô lại không muốn đi, vẫn còn bị ám ảnh bởi sự việc vừa xảy ra. Jin Hee đề nghị nếu mẹ cảm thấy mệt, cô sẽ cõng mẹ lên. Jin Hong cũng thuyết phục bà. Mẹ cô không hiểu, vừa mới cứu một mạng người, làm sao có thể không nghỉ ngơi mà chỉ nghĩ đến chơi bời. Jin Hee nghĩ rằng không nên bỏ lỡ thời điểm đẹp nhất để ngắm hoàng hôn. Jin Hong cũng đồng ý. Mẹ cô tức giận vì họ không nhận ra tâm trạng của bà. Jin Hee cảm thấy hành động của mẹ có phần khó hiểu. Trên cáp treo, cô đã hét lên lời xin lỗi chưa kịp nói ra, vọng xuống sông Hàn. Khi đến điểm cuối của cáp treo, Jin Hong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, muốn mẹ cô nói ra điều gì không ổn. Không rõ liệu có phải vì ông mà bà cảm thấy mệt mỏi hay không, mẹ cô đã thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình. Bà thực sự không hiểu tại sao Jin Hong lại đồng ý đi du lịch cùng bà. Khi Jin Hong hỏi lại tại sao bà lại đưa ông đi cùng, mẹ cô đùa rằng muốn quyến rũ ông. Đúng lúc ấy, Jin Hee đã mở cửa xe và cuộc trò chuyện giữa hai người liền dừng lại. Sau khi lên xe, cô xin lỗi mẹ mình. Jin Hong nhanh chóng xen vào, nhận trách nhiệm về mình và hứa sẽ không để xảy ra những tình huống khó xử như vậy nữa. Khi trở về khách sạn, mẹ cô nói với con gái rằng từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ phải nghe những lời như phân cá vàng nữa và xin lỗi về những lời tương tự mà Jin Hee đã nghe trong thời thơ ấu. Thực tế, Jin Hee không coi đó là chuyện to tát, nhưng mẹ cô đã đổi giọng, đoán ra rằng mục đích của chuyến đi này là để cô xin lỗi mẹ. Vì vậy, đây là cơ hội tốt. Lúc này, Jin Hee cuối cùng cũng nói ra lời xin lỗi mẹ mình và mẹ cô cũng bày tỏ sự chấp nhận. Mẹ cô yêu cầu con gái khoác tay mình và nhắc nhở rằng Jin Hong không liên quan gì đến cô và có thể chỉ trở thành bạn trai của mẹ trong tương lai. Vì thế không cần suy nghĩ quá nhiều để tránh sự ngượng ngùng. Sau khi rửa ráy xong, Jin Hee nhận được tin nhắn từ Tae Kyung, cô ấy đã kiểm tra camera giám sát ở trạm xe buýt. Sau khi xem video, cô cuối cùng cũng hiểu ra rằng Jin Hong không phải là kẻ biến thái mặc mũ lưỡi chai. Về phía mẹ cô, Jin Hong đã yêu cầu mối tình đầu của mình nắm chặt tay ông và tuyên bố rằng từ giờ ông sẽ bắt đầu tán tỉnh bà. Nghe thấy điều này, trái tim Eun Mi bắt đầu xao xuyến,
Hàng ngàn khả năng xuất hiện trong đầu bà, nhưng không ngờ rằng vào thời khắc quan trọng, người đàn ông lại ngủ gục, khiến Eun Mi bỏ đi trong sự thất vọng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Jin Hee đã chặn Jin Hong trên đường đi tập thể dục buổi sáng và nói rằng cô đã hiểu sai vị trí của hai người ngay từ đầu, khiến chuyến đi này trở nên gượng gạo. Cô cũng nhận ra rằng tất cả chỉ là chuyện quá khứ và quyết định tập trung vào hiện tại. Cô nhờ Jin Hong chỉ xem mình như người đang trong giai đoạn mập mờ với mẹ cô và nếu sau này họ trở thành người yêu, cũng xin ông hãy tập trung vào mẹ cô. Hai cha con cuối cùng đã nói thẳng với nhau, giải tỏa những hiểu lầm bấy lâu nay. Trên đường trở về Seoul, bụng mẹ cô lại đói và Jin Hong đề nghị ghé vào một quán sườn nướng than mà bạn bè đã giới thiệu. Cả ba người đã có bữa ăn thật hạnh phúc. Phần chụp ảnh sau đó cũng diễn ra rất hòa thuận khi con gái đồng ý chụp hình cho hai người. Sau đó, mẹ cô nói với Jin Hong rằng từ hôm nay ông hãy là bạn trai của bà và trước khi ông kịp phản hồi, bà đã tuyên bố Jin Hong là bạn trai của mình. Sau khi trở về Seoul, Jin Hee không hiểu tại sao lại chọn Jin Hong. Mẹ cô mới giải thích sự thật rằng khi Jin Hee còn nhỏ, câu trả lời của bà là so với một kẻ ngốc không biết nghe lời, một kẻ ngốc biết nghe lời còn tốt hơn, chỉ là hồi đó cô còn quá nhỏ nên đã quên mất. Lúc này, Tae Ki-ung gọi điện thoại, hẹn gặp Jin Hee ở một quán rượu để nói về chuyến đi. Trong cuộc trò chuyện, cô bỗng nhận ra mình đã đi cùng với người đã bỏ rơi mẹ con cô suốt hơn 30 năm. Jin Hee giải thích rằng cô cũng chỉ mới biết gần đây và đòi xem video giám sát ở trạm xe buýt chính là vì người đó. Ngày hôm sau, Jin Hee đã tặng quà mua trong chuyến du lịch cho mọi người, nhưng Jae-woon lại không hề vui mừng, thậm chí còn yêu cầu cô đến gặp mình sau giờ làm. Jin Hee hoàn toàn bối rối, không hiểu ý anh là gì. Sau khi xem lại lịch sử cuộc gọi, cô mới phát hiện ra một cuộc gọi từ Jae-woon mà Jin Soo không nói cho cô biết. Mặt khác, Jin Hong đang lái xe đưa mẹ đến cửa hàng của bạn thân. Mẹ cô nói với ông rằng hôm nay anh không cần đón bà, vì bà sẽ về nhà cùng bạn thân Mi Dung. Jin Hong đột nhiên nhớ ra rằng công ty đã tặng ông một chiếc máy tính bảng, nhưng vì ông đã có sẵn nên hỏi mẹ cô xem có cần không. Mẹ cô nghĩ đến việc có thể con gái cần nên đã gọi cho Jin Hee. Jin Hee ngại nhận, nhưng mẹ cô nói, những món quà từ người yêu cũ cô cũng đã nhận, tại sao lại không nhận cái này? Có phải cô đang phân biệt đối xử không? Mẹ cô cố ý bật loa ngoài. Jin Hee không biết gì, giải thích rằng cô không còn gặp gỡ các bạn trai cũ nữa nên cứ bỏ qua họ là được. Nhưng với Jin Hong thì khác, cô không thể nhận. Lúc đó, mẹ cô mới nói với con gái rằng mình đang ở cùng Jin Hong và đã bật loa ngoài. Ngay khi đến cửa hàng của Mi Dung, mẹ cô lấy ra món quà đã chuẩn bị trước. Tuy nhiên, Mi Dung ngay lập tức đoán ra rằng đó không phải do bà chọn và quả nhiên đoán đúng. Thực tế là Jin Hong đã chọn món quà này trong chuyến du lịch. Khi mẹ cô định thú nhận, Mi Dung hỏi cô có phải đã hòa giải với Jin Hee không và chuyện quà tặng vì thế mà bị trì hoãn. Buổi tối tan làm, Jin Hee tìm đến Jae-woon để giải thích rằng cô đã uống quá chén và có phần mất kiểm soát vào ngày hôm đó. Thực ra Jae-woon không coi đó là vấn đề lớn, anh chỉ muốn cô mở tài liệu để xác định xem có phải người theo dõi mẹ cô hay không. Jin Hee cố gắng nhớ lại đặc điểm của người đàn ông đội mũ lưỡi chai, dùng tay che mắt và lông mày của bức ảnh và xác định đó chính là người đàn ông đội mũ. Jae-woon muốn nộp đơn xin lệnh bảo vệ cá nhân cho mẹ cô, nhưng Jin Hee đã ngăn cản, sợ rằng việc này có thể khiến danh tính của mẹ cô bị lộ, từ đó càng nguy hiểm hơn. Bởi vì nạn nhân trong vụ án mạng tại công viên cũng đã bị cho đăng xuất sau khi xin lệnh bảo vệ. Jae-woon cho rằng biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào và lệnh bảo vệ có thể giảm bớt rủi ro. Jin Hee nhớ lại lời Jin Hong nói trong chuyến đi, ông sẽ bảo vệ mẹ cô dù phải đánh đổi cả mạng sống, nên cô đã từ chối đề nghị của Jae-woon. Với sự đưa đón của Jin Hong và bản thân mình, Jae-woon không nên cố chấp và đề xuất hỏi ý kiến của người liên quan vào ngày mai. Trên đường về nhà, Jae-woon vô tình đá phải cột và đi khập khiễng. Ngay lúc đó mẹ cô và Mi Dung đã chứng kiến. Mi Dung trêu anh như một kẻ ngốc và mẹ cô vô tình để lộ chuyện đi du lịch với kẻ ngốc Jin Hong. Khi nghe thấy điều này, Mi Dung không cho cô cơ hội giải thích và rời đi trong sự tức giận. Trong sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy, Eun Mi đi bộ một mình về nhà, không biết rằng đã bị người đội mũ lưỡi chai để ý. Bà sớm nhận ra có điều gì đó không ổn và sau một cuộc rượt đuổi, bà bị người này giữ chặt. May mắn thay, bà đã kịp gọi điện khẩn cấp. Trong khoảng thời gian cả hai đang giằng co, Eun Mi đã đẩy người đàn ông ra và chạy về phía đường lớn, vừa lúc một sĩ quan tuần tra chứng kiến. Người đội mũ lưỡi chai thấy tình hình xấu đi, bắt đầu bỏ chạy nhưng bị Eun Mi nắm chặt gấu quần. Người này không thể thoát ra và cuối cùng bị các sĩ quan cảnh sát khống chế. Khi Jin Hee biết được tình hình, cô đã đến ngay đồn cảnh sát. Khi nhìn thấy người đội mũ lưỡi chai, cô liên tưởng đến việc người này đã theo dõi mẹ mình vài ngày. Cô không nói hai lời đã xông tới nắm cổ áo người đàn ông và hỏi ý định của hắn với mẹ mình. May mắn, Jae-woon đã kịp thời xuất hiện và dập tắt cơn giận dữ của Jin Hee. Khi Jin Hee vào phòng nghỉ, Jin Hong đã có mặt ở đó và cô lại bắt đầu trút giận lên ông, trách móc ông đã không giữ lời hứa bảo vệ mẹ cô, dù đã hứa sẽ làm như vậy. Đúng lúc đó, bạn thân Mi Dung cũng đến đồn cảnh sát, ôm mẹ Jin Hee khóc và xin lỗi vì đã bỏ mẹ cô đi một mình. Thấy vậy, Jin Hee tức giận rời khỏi. Chỉ trong chớp mắt, 4 ngày sau, mẹ Jin Hee vẫn còn những vết xước do vật lộn với người đội mũ lưỡi chai. Jin Hee im lặng xử lý vết thương cho mẹ. Khi đi làm, Jin Hong đã đợi sẵn bên ngoài để đưa mẹ cô về, nhưng Jin Hee không để ý đến ông. Ở đồn cảnh sát, mọi người đang xem tin tức về người đội mũ lưỡi chai. Ông Baek đề nghị tổ chức bữa tiệc tối để ăn mừng. Lúc đó, Jin Hee nhận được cuộc gọi từ cấp trên, hóa ra đoạn video cô đẩy nghi phạm đã bị phát tán.
cả cơ quan bị chỉ trích nặng nề, người bị bắt cóc lại là mẹ Jin Hee, và điều này cô cũng chỉ biết qua lời người khác. Ngay cả chữ ký trên bản tuyên bố bằng chứng cũng là của Cheol. Cấp trên cảnh báo Jin Hee không nên thân thiết quá với Cheol nếu cô muốn được điều chuyển trở lại trong vòng một năm. Họ cũng yêu cầu cô tham dự bữa tối của Tổng cục vì đây là dịp để cô thể hiện mình. Tuy nhiên, Jin Hee đã hứa tham gia bữa tiệc tối của đồn. Trong bữa tiệc tại Tổng cục, mọi người đều chỉ trích Cheol. Jin Hee không hiểu Cheol đã làm gì sai trái đến mức đó. Một nữ lãnh đạo trên bàn cho cô biết lỗi lớn nhất của Cheol là coi thường đàn anh, chỉ vì điều này mà anh xứng đáng bị chỉ trích. Tae Ki-ung giả vờ có việc phải đi sớm và cần dẫn Jin Hee đi cùng, hai người nhờ vậy mà trốn được. Trong khi đó, mẹ cô nhiều lần gọi điện cho Jin Hee nhưng cô không nghe máy. Khi đến bữa tiệc của đồn, Cheol nói anh cảm thấy không khỏe và về sớm. Một mặt khác, mẹ cô đã gặp Mi Jung cùng Jin Hong. Mi Jung tin rằng hai người sẽ sớm chia tay vì không ủng hộ việc chọn người đàn ông bỏ trốn khỏi cha mẹ vì sợ hãi. Cô ấy hỏi Jin Hong liệu cha mẹ anh có biết anh và Eun Mi tái hợp không. Khi Jin Hong không trả lời, Mi Jung càng tin rằng nếu cha mẹ ông phát hiện, bản thân bà sẽ bị đuổi đi ngay. Tuy nhiên, Jin Hong khẳng định điều đó không bao giờ xảy ra vì ông đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ hơn 10 năm nay. Trong khi đó, Jin Hee đã uống khá nhiều và chạy về ký túc xá của cơ quan mà cô thuê, nơi Cheol đang sống. Trong lúc cởi quần áo, cô suýt nữa đã tự làm mình bị kẹt. Cô làm như vậy thực ra là vì đang cãi nhau với mẹ và không muốn về nhà. Đến sáng hôm sau, Jin Hee vẫn không nghe điện thoại. Mẹ cô mới nhận ra con gái vẫn chưa có tin tức gì nên quyết định sẽ đồng hành đến cùng và gọi cho Jin Hong. Ban ngày, trong khi tuần tra, một nhóm học sinh trung học đang bắt nạt một bạn nữ. Khi thấy cảnh sát, họ vừa chạy vừa hét rằng cô gái kia đã có thai. Jin Hee giúp cô gái đứng dậy và nhận ra người bị bắt nạt chính là Ga Eun. Tuy nhiên, Ga Eun đã từ chối sự giúp đỡ của Jin Hee và đi khập khiễng rời khỏi con hẻm. Mặt khác, mẹ Jin Hee đến nhà Jin Hong và trong phòng làm việc và tủ lạnh, cô phát hiện ra một số manh mối. Hóa ra mẹ Jin Hee đã tìm thấy trong phòng ngủ của Jin Hong một bức ảnh thân mật của ông và một đồng nghiệp, cùng với ảnh đời thường của một cậu bé và những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng trong tủ lạnh. Cô đoán rằng tình đầu có thể đã là người đã có gia đình, nhưng Jin Hong mạnh mẽ phủ nhận. Mẹ Jin Hee suy nghĩ một lát rồi quyết định bỏ qua, vì cuối cùng ông cũng có cuộc sống riêng của mình. Vì vậy, khi rời đi, bà đề nghị mang theo một số sườn và kim chi. Ở một diễn biến khác, Ga Eun chặn Jin Hee khi cô tan làm vì cô muốn mượn một ít tiền. Do bạn bè lan truyền tin đồn, cha mẹ cô cũng biết chuyện cô có thai và giờ cô không còn nơi nào để ở. Khi mẹ Jin Hee trở về nhà, bà giật mình khi thấy Ga Eun. Chưa kịp giải thích, Ga Eun đã ngửi thấy mùi sườn và lấy một miếng ăn. Mẹ Jin Hee liền nhận ra Ga Eun có thai, có lẽ vì cả hai từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Bà bảo Ga Eun ăn thêm vì vài tháng sau có thể cô sẽ không thể ăn được gì. Ga Eun hỏi mẹ Jin Hee rằng sinh con có đau không, mẹ cô trả lời rằng nó đau gấp 25 lần so với cơn đau kinh nguyệt. Bà còn nói thêm rằng đừng tưởng rằng sau khi sinh xong là xong, bụng sẽ đau vô cùng, đến mức không thể ngồi dậy được. Và nếu đứa trẻ nhạy cảm, mỗi 2 giờ lại phải bú một lần, mỗi 1 giờ phải thay tã một lần. Nếu đứa trẻ cứ thỉnh thoảng sốt, cả đêm sẽ khóc và quấy rối, đừng mong là có thể ngủ ngon được. Nghe thấy điều này, Ga Eun cảm thấy hơi sợ hãi. Mẹ Jin Hee kể thêm rằng khi chăm sóc Jin Hee lúc bé, bà đã tuyệt vọng đến mức phải khóc cùng con. Ga Eun cảm thấy như thể bà ghét bỏ đứa trẻ. Nhưng mẹ Jin Hee lại cảm thấy dù con gái hiện tại có thể phiền phức và khó chịu, đứa trẻ vẫn là thứ đáng yêu đến mức khiến người ta quên đi nỗi đau và vất vả. Sau bữa tối, Ga Eun nói với Jin Hee rằng có người bên cạnh sẽ không ngủ được, thực ra cô ấy đang có điều trăn trở. Mẹ Jin Hee cũng không thực sự chào đón con gái, còn bào chữa là phòng khá bí, bảo Jin Hee để cửa mở, thực chất đó là ý đồ của bà. Đêm đó, tiếng nấc nghẹn vang lên trong phòng, Jin Hee muốn vào xem Ga Eun thế nào, nhưng lại bị mẹ cản lại vì bà cho rằng mỗi người khi gặp chuyện như vậy đều nên khóc một trận. Bất chợt, Jin Hee nghĩ đến việc khi mẹ mình mang thai cô, có lẽ mẹ cũng đã trải qua những đêm dài như thế. Cô hỏi tại sao mẹ vẫn quyết định sinh mình dù sợ hãi. Mẹ Jin Hee miệng nói không sao nhưng lại nhắm mắt lại, dường như đang cố kìm nén nước mắt. Jin Hee nằm xuống bên cạnh mẹ và mọi mâu thuẫn giữa họ dần tan biến. Sáng hôm sau, Ga Eun đã rời khỏi nhà Jin Hee. Khi mẹ con họ chuẩn bị đi làm, Jin Hee liên tục đo chiều cao của mẹ. Cô nghi ngờ người bị bắt không phải là người đội mũ lưỡi chai, nhưng mẹ cô cảm thấy đó là chuyện quá khủng khiếp và không muốn nhắc lại. Xuống dưới lầu, Jin Hee vẫn không để ý đến Jin Hong và mẹ cô đã gọi lại cô, không hiểu tại sao cô lại tránh mặt người khác, liệu cô có cảm thấy tình đầu không thể bảo vệ bà không. Thực tế, Jin Hee cảm thấy hơi xấu hổ. Lát sau, Jin Hong đến đồn cảnh sát tìm Jin Hee, bày tỏ sự hiểu và lo lắng về việc cô giận mình. Ông cũng bày tỏ rằng có một cô con gái như vậy, mẹ cô sẽ cảm thấy rất đáng tin cậy. Như vậy, hiểu lầm giữa hai cha con cuối cùng cũng được giải quyết. Sau đó, Jin Hong đến nhà Eun Mi, cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó tại đồn cảnh sát ngày hôm đó. Eun Mi hiểu lầm rằng bà không gọi Jin Hee mà là gọi Jin Hong đến nơi đó khiến ông sợ hãi. Không ngờ, Jin Hong đặt đồ uống lên bàn và quả quyết nói với Eun Mi rằng sau này bất kể chuyện gì xảy ra, dù có nguy hiểm đến mức nào, chỉ có thể gọi ông và tuyệt đối không để Jin Hee biết. Ngay sau đó, Eun Mi đã hôn ông một cách mãnh liệt và bị Jin Hee trở về nhìn thấy. Ngày hôm sau, Tae Ki-ung nói với Jin Hee rằng đã xảy ra chuyện lớn. Người đội mũ lưỡi chai bị bắt đã thay đổi lời khai liên tục, không thừa nhận mình là kẻ cho đăng xuất người. Nếu những gì anh ta nói là sự thật,
Điều đó có nghĩa là kẻ thực sự phạm tội vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, khi Jin Hong trở về nhà, ông thấy mẹ mình và một người phụ nữ đang cãi nhau và túm tóc lẫn nhau. Chỉ 10 phút trước, Eun Mi đã cố tình kéo thấp cổ áo họa tiết báo của mình, thoa son môi quyến rũ và dựa đầy khiêu khích vào cửa đón người tình trở về. Nhưng người đến lại là em gái của người tình, Park Jin Hee. Hai người nhận ra nhau và lập tức xảy ra xô xát. Đúng lúc này, Jin Hong về nhà, Ji Eun thực sự không hiểu tại sao người phụ nữ này vẫn có thể ngang nhiên ở bên anh trai mình. Eun Mi phản đối, khẳng định mối quan hệ giữa cô và Jin Hong sâu đậm hơn Đại Tây Dương, vượt qua cả Thái Bình Dương, còn chế nhạo rằng Ji Eun đã già đi nhiều, chắc hẳn đã trải qua không ít khổ cực. Ji Eun mỉa mai Eun Mi, nói rằng lời của cô ta nghe như là không có con, trong khi con trai Ji Eun đã học lớp 9. Jin Hong mới thẳng thắn thừa nhận rằng bức ảnh trong phòng ngủ là của cháu trai mình. Sau khi hiểu rõ tình hình, Eun Mi nói rõ ràng rằng con gái của mình đã 29 tuổi. Nghe điều này, Jin Hong càng cúi đầu thấp hơn và Ji Eun cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Không khí trở nên rất kỳ quặc và cô không nói gì, quay đầu về nhà. Khi Jin Hee về nhà, cô vừa kịp gặp Jin Hong đưa Eun Mi ra tận cửa. Cô cố tình gạt mẹ sang một bên và kể cho Jin Hong nghe về việc bắt nhầm người đội mũ lưỡi chai, xin ông tiếp tục đưa đón mẹ mình đi làm. Jin Hee không nói sự thật cho mẹ, bởi cô biết nếu mẹ biết được sự thật thì bà sẽ làm gì đó. Sáng hôm sau, Jin Hong vẫn đúng giờ chờ ở cửa để đưa Eun Mi đi làm. Trên đường, ông đã nói với Eun Mi rằng không có điều gì trên thế giới này quan trọng hơn bà. Lời nói ấm áp này khiến tâm trạng của Eun Mi tốt hơn nhiều. Mặt khác, Choi Won và Jin Hee đang bị lãnh đạo tổng cục của trách vì đã gặp gỡ nghi phạm cho đăng xuất người. Lý do của Jin Hee rất đơn giản, người trong tù không khớp với chiều cao của người đội mũ lưỡi chai. Nhưng lãnh đạo thông báo rằng người trong tù là bạn trai của nạn nhân trong vụ án mạng công viên, người này đã bị nạn nhân kiện hai lần và sau đó đăng xuất sau khi xin lệnh bảo vệ. Dù có biện minh thế nào, anh ta vẫn là nghi phạm số 1 trong vụ án. Choi Won yêu cầu lãnh đạo xác nhận bản ghi âm cuộc thẩm vấn, nhưng tổng lãnh đạo lại tức giận, bảo anh đừng xen vào chuyện bao đồng. Hóa ra khi Choi Won thăm viếng nghi phạm, người này đã trực tiếp nói rằng mình đã thấy kẻ thực sự phạm tội. Anh ta đi đến hiện trường vụ án gần như mỗi ngày sau sự ra đi của nạn nhân. Lần đó, anh ta vô tình thấy bóng người lẩn khuất, liền ẩn mình sau cây và quan sát. Khi bóng đen chuẩn bị rời đi, anh ta cố tình va vào để làm rơi thứ gì đó, hóa ra là thỏi son yêu thích của nạn nhân. Người đội mũ lưỡi chai đã nhanh chóng cướp lấy và biến mất vào đêm tối. Anh ta nghi ngờ người này chính là thủ phạm thực sự. Khi Choi Won hỏi có thấy điều gì đặc biệt không, anh ta nhớ người đó đeo thứ gì đó ở tai. Sau khi điều tra mới biết đó là máy trợ thính, có nghĩa người đội mũ lưỡi chai có khả năng là người khiếm thính. Jin Hee không hiểu tại sao người này lại thừa nhận cho đăng xuất người. Thực tế, sau khi vào tù, tình trạng tâm lý của anh ta trở nên rất tệ, luôn cảm thấy mình đã cho đăng xuất bạn gái nhưng không thừa nhận mình là thủ phạm. Trong khi đó, vụ án cũ chưa được làm sáng tỏ thì đã có thêm vụ án mới. Tae Ki-young bắt gặp hai người, nói với họ rằng ông Baek sắp bị kiện vì lạm dụng quyền lực. Hóa ra ông Baek đã bị ai đó tố cáo vứt bỏ đồ khiêu dâm và khi đến hiện trường, một người phụ nữ đã vô cớ đánh ông. Có thể trong lúc tự vệ, ông vô ý đánh trả, nhưng ông Baek khẳng định mình không bao giờ cố ý đánh người. Trong khi đó, Eun Mi và Ji Eun lại vô tình gặp nhau. Họ vẫn không ngừng cãi cọ. Tuy nhiên, lần này Jin Hong đã đứng ra can thiệp. Anh thông báo với em gái rằng từ sau này khi đến nhà mình cần phải báo trước, đồng thời ông cũng sẽ thay đổi mật khẩu cửa. Jin Hong đã rõ ràng bày tỏ rằng Eun Mi là người phụ nữ đầu tiên trong đời ông tự mình lựa chọn theo ý muốn của mình, khiến Ji Eun tức giận nói ra suy nghĩ thật của mình. Cô nghi ngờ mẹ con Eun Mi chỉ vì tài sản của anh trai mình và khuyên Eun Mi đừng mơ tưởng. Nghe thế, Eun Mi cũng không giữ hình tượng, quát Ji Eun vì không có nghi thức xã giao tối thiểu, chửi mình còn đành, dựa vào đâu để dính líu đến con gái người ta. Cuối cùng, mối thù giữa hai người đã trở nên nan giải. Mặt khác, vụ án mạng tại công viên và vụ bạo lực thực thi công vụ của ông Baek khiến đồn cảnh sát lộn xộn không yên. Choi Won đề nghị tự mình phụ trách vụ án mạng tại công viên để tìm ra người đội mũ lưỡi chai. Và Jin Hee giải quyết vụ việc của ông Baek sẽ tốt hơn, vừa tránh được sự nghi ngờ vừa có thể giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Đối với những vụ việc tương tự thường không thể xác nhận qua camera giám sát, hoặc là thuyết phục người tố cáo ông Baek, hoặc là tìm ra nhân chứng có giá trị. Tuy nhiên, người tố cáo là một người hoàn toàn không hợp lý, có vẻ ngoài hầm hố và nói chuyện thiếu lễ độ. Jin Hee nhận thấy cách đầu tiên không khả thi, liền để đồng nghiệp tìm kiếm nhân chứng. Các sĩ quan bắt đầu đi từng nhà để điều tra, nhưng hầu hết cư dân đều sợ hãi bị liên lụy và đóng cửa trước khi họ kịp nói hết câu. Ở một diễn biến khác, giám đốc phòng khám dự định giới thiệu cho Jin Hong một công việc. Eun Mi lo lắng vì ông mới nghỉ ngơi không lâu đã đi làm. Jin Hong nói rằng ông chăm chỉ làm việc vì đã có người muốn cùng tiêu tiền và người đó chính là Eun Mi. Đúng lúc này, giám đốc vô tình chứng kiến và bị sốc đến mức lùi lại vài bước. Trong khi đó, Ji Eun và Mi Jung dành lời khen ngợi lẫn nhau sau bữa ăn. Một người nói người kia trông rất đẹp, người kia đáp lại rằng nụ cười của đối phương rất xinh. Khi hai người đang chìm đắm trong lời nói dối của nhau, sự xuất hiện của Eun Mi đã phá vỡ bầu không khí hòa thuận này. Khi Ji Eun và Mi Jung biết danh tính của nhau, họ bắt đầu cuộc khẩu chiến không hồi kết. Mi Jung căm ghét Ji Eun vì đã đánh bạn thân của mình hồi trung học và tung tin đồn về cô. Ji Eun chế giễu rằng Mi Jung học dốt và mọi người đều biết cô có cái miệng độc. Khi ba người đang cãi nhau không dứt, Jin Hee đã đến cửa hàng. Đây là lần đầu tiên Ji Eun gặp cháu gái của mình và cô ấy hơi bối rối khi nhìn Jin Hee. Sau đó, mẹ Jin Hee giới thiệu rằng đây là bạn cùng lớp trung học của mình. Jin Hee chào hỏi rồi đi vào hàng chờ để ăn tối.
Jin thì thầm tự hỏi sao Jin Hee lại giống anh trai mình đến vậy và bắt đầu quan tâm liệu cháu gái mình có ăn uống đủ không, có học ở trường đại học tốt hay không. Nhưng điều cô quan tâm nhất là tại sao Jin Hee lại gọi mình là gì. Vào buổi tối, khi Jin Hee đang điều tra, một chiếc xe tải đến đối diện. Cô vừa định tiến lên hỏi thì tài xế đã nhấn ga và phóng đi. Ngày hôm sau, khi Jin Hee đang tìm kiếm nhân chứng trên phố, cô tình cờ gặp Jin đang mua hoa quả. Thấy Jin cầm nhiều đồ, Jin Hee đã chủ động đề nghị giúp đỡ. Suốt quãng đường đi, nét mặt của Jin tràn ngập niềm vui không thể kiềm chế, ánh mắt cô không rời khỏi Jin Hee. Jin còn đặc biệt đến trường cảnh sát để tìm hiểu và không ngờ thành tích học tập của Jin Hee lại xuất sắc đến vậy. Cô muốn khen ngợi cháu gái mình xinh đẹp nhưng lại không biết phải nói thế nào, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Đến trạm xe buýt, Jin định đưa cho Jin Hee một ít tiền tiêu vặt, nhưng do tính chất đặc biệt của công việc, bà quyết định thôi không làm vậy. Nhìn theo bóng lưng của cháu gái đang đi xa, Jin vẫn còn băn khoăn về vai trò của mình như một người gì. Tối hôm đó, Jin Hee tìm gặp Cheol, chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là vụ án của ông Baek sẽ được chuyển giao cho cơ quan tố tụng mà họ vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Cheol khuyến khích cô cố gắng thêm một chút vì anh sẽ điều tra vụ án người đội mũ lưỡi chai vào sáng hôm sau. Jin Hee mới biết rằng Cheol cũng đã vất vả vì vụ án của mẹ cô. Cô thừa nhận mình luôn tin tưởng Cheol, không biết có nên coi đây là lời tỏ tình hay không. Sau khi rời khỏi ký túc xá cảnh sát, Jin Hee không về nhà mà đã tìm thấy một bằng chứng quan trọng tại hiện trường vụ án. Vụ án bạo lực của ông Baek bất ngờ có bước ngoặt mới. Cô phát hiện trên một chiếc xe tải có một thiết bị ghi hình hướng về phía hiện trường vụ án của ông Baek. Tuy nhiên, xe không để lại thông tin liên lạc nên cô đã ngồi canh bên cạnh xe suốt một đêm. Ngày hôm sau, họ đã thành công lấy được thẻ nhớ từ thiết bị ghi hình của tài xế. Tất cả các sĩ quan trong đồn đều dán mắt vào màn hình. Khi thấy cảnh ông Baek bị đánh, kể cả nạn nhân, mọi người đã vỡ òa trong tiếng hoan hô. Người ngoài không biết còn tưởng rằng họ vừa giành được một vinh dự lớn. Nhờ đó, ông Baek đã được minh oan khỏi nghi vấn bạo lực trong thi hành công vụ. Chưa kịp ăn mừng, đồn cảnh sát nhận được báo cáo về một vụ bạo lực xảy ra tại một quán net. Jin Hee và Jong Jo ngay lập tức đến hiện trường. Hóa ra đó là mẹ của Ga Eun, bà quyết tâm kéo con gái về nhà. Bà thà bị kiện hoặc bị tạm giam chứ nhất quyết phải đưa Ga Eun đi. Tất cả sẽ lấy đi Ga Eun, mẹ cảnh báo bạn trai nhỏ của con gái. Ga Eun lập tức phản bác lại vì bọn họ là tự nguyện. Lúc này, mẹ của Ga Eun cũng không còn bận tâm đến chuyện thể diện nữa, bèn thẳng thắn hỏi bạn trai rằng để một học sinh trung học sinh con thì có nhìn được không. Cô ôm chặt bạn trai không chịu buông tay. Mẹ cô ấy không thèm nói nhiều, mạnh mẽ tách hai người ra và đưa con gái đi mất. Jin Hee sau trận ấy, tâm trạng tự nhiên rất khó chịu. Nhưng cuối cùng, việc gia đình luôn khó xử lý và mọi chuyện cũng thế mà qua đi. Trên đường trở lại đồn cảnh sát, cô thấy Jin Hong và Jin dường như rất thân mật và hiểu lầm rằng bạn trai mẹ mình đã ngoại tình. Về đến nhà, cô vừa lúc gặp Jin Hong đưa mẹ trở về và cầm chiếc túi Jin vừa tặng. Jin Hee càng nghĩ càng tức, kéo mẹ lại và nói rằng ông ấy đã có người phụ nữ khác. Jin Hong hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người không thể nói nên lời. Mãi cho đến khi Jin Hee nhắc đến tên Jin, mẹ và Jin Hong bật cười ha hả. Cười một hồi lâu, Jin Hong mới giải thích rằng Jin là em gái ruột của ông. Jin Hee hiểu ra mọi chuyện, chỉ muốn tìm một lỗ để chui vào. Sau khi tiễn Jin Hong đi, Jin Hee cảm thấy không thể gọi Jin là gì nữa, mà phải gọi là cô. Mẹ cô ấy cho rằng dù là cô hay gì đều không quan trọng, chỉ là cách xưng hô mà thôi. Nhưng với con gái, cách gọi như một cuốn hướng dẫn sử dụng, còn mối quan hệ thì như đồ nội thất khó lắp ráp. Mẹ cô ấy nói với cô, cái gọi là cuộc sống không nhất thiết phải theo cuốn hướng dẫn. Chuyện bà quen Jin Hong và sinh con khi còn nhỏ là một ví dụ. Vào thời điểm đó, hành động ấy có thể bị đánh đăng xuất, nhưng hiện tại bà vẫn ổn và việc sinh ra Jin Hee là đúng đắn. Lúc này, Jin Hee nhận được tin nhắn từ Cheol, yêu cầu cô đến ngay. Câu chuyện chia làm hai nhánh, trong vụ án thi thể phụ nữ ở công viên, Jin Hee và Cheol phát hiện một chiếc máy trợ thính nhỏ với một dãy số khắc trên đó. Cheol sau đó nhờ Jin Hee điều tra thông tin về dãy số này. Ở một diễn biến khác, khi mẹ đang mua đồ ăn vặt thì gặp Ga Eun, nhưng cô bé không chào hỏi, chỉ cúi đầu rời đi, không hề biết rằng đã bị người đội mũ lưỡi chai theo dõi. Eun Mi không biết chuyện này nhưng vẫn lo lắng không yên, do dự một chút rồi cũng theo sau. Vào lúc rẽ góc, Eun Mi va phải người đội mũ lưỡi chai. Có một chi tiết nhỏ, Eun Mi dường như biết người này. Trong lúc tìm Ga Eun, Jin Hong gọi điện đến. Đúng lúc đó, người đeo mũ lưỡi chai rút dao ra, linh cảm chẳng lành, Jin Hong lập tức lao ra khỏi nhà. Thực tế, Eun Mi đã gặp bạn trai của Ga Eun. Khi ba người đang đi về nhà, Jin Hong với bộ đồ ngủ và dép lê đã kịp thời đến nơi. Sáng hôm sau, khi Jin Hee định thay đồ lót, cô bất ngờ phát hiện bạn trai của mẹ đang nấu bữa sáng. Không khí trở nên cực kỳ gượng gạo. Trong tình thế bối rối, Jin Hong vội vàng giải thích, khiến không khí đã ngượng nay càng thêm khó xử. Sau khi ông rời đi, Jin Hee tìm mẹ mình đang lười biếng trên giường để đối chất, bởi họ từng thỏa thuận là không cho phép đàn ông qua đêm ở nhà. Nhưng mẹ cô nói rằng tối qua Jin Hong đã đến, mặc đồ ngủ và dép lê, lại còn uống khá nhiều rượu, làm sao có thể để ông ấy ra về trong tình trạng đó. Jin Hee cũng biết ơn điều đó, nhưng việc ông ngủ lại ở nhà rõ ràng là không tính đến cảm xúc của cô. Mẹ cô định xin lỗi cho xong chuyện, nhưng đột nhiên nhớ lại rằng đã từng cho Jin Su ngủ nhờ ở nhà. Tuy nhiên, Jin Hee lại cho rằng Jin Hong không chỉ đơn thuần là ngủ. Bất ngờ, mẹ cô đáp trả lại câu hỏi của con gái, nếu không chỉ ngủ thì còn làm gì nữa. Điều này khiến Jin Hee cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Thực tế,
tối qua Jin Hong đã ngủ trong phòng để đồ. Ở nơi làm việc, Eun Mi hỏi bạn trai mối quan hệ của họ bây giờ là gì. Jin Hong trả lời nghiêm túc rằng họ không phải là người thân cũng không phải là người lạ, mà là mối quan hệ mơ hồ, khó hiểu. Rõ ràng ông có phần e dè sau sự cố thay đồ. Ở một diễn biến khác, Jin Hee đã đi thăm các cửa hàng và nhà sản xuất máy trợ thính, nhưng họ từ chối cung cấp thông tin khách hàng vì lý do bảo mật. Chỉ có thể truy cập thông tin này nếu có giấy tờ hỗ trợ hoặc lệnh từ cơ quan chức năng. Trong khi đó, Jae-won cũng đang lén lút thu thập dấu vân tay của người đeo mũ lưỡi chai qua mối quan hệ của mình. Vì sợ rằng các thành viên trong nhóm có thể bị liên lụy và phải ngồi tù, họ không công khai điều tra. Nhưng sự im lặng đột ngột này khiến mọi người cảm thấy rằng họ đang giấu một bí mật, thậm chí có người nghi ngờ họ có mối quan hệ tình cảm ở văn phòng. Ông Baek bỗng nghĩ, liệu có liên quan đến lần họ đi thăm tổng lãnh sự quán trước đó không? Sẵn sàng hỏi Han, Sojin ngay lập tức lên nhóm chat công việc để tìm hiểu xem có tin đồn gì mới không. Cô nhanh chóng nhận được phản hồi về việc trưởng phòng gọi nhân viên nữ, vị thị trưởng biển thủ quỹ công và vụ án thi thể phụ nữ trong công viên bị đảo ngược. 5. Tối hôm đó, với sự giúp đỡ của Taekyung, Jin Hee đã lấy được video giám sát từ công viên và các khu vực lân cận cũng như thẻ nhớ của hộp đen xe hơi. Tổng cộng, cần ít nhất 10 ngày mới có thể xem hết. Mặt khác, người bạn phụ trách điều tra dấu vân tay có vẻ gặp khó khăn, bởi ngay cả khi tìm ra thủ phạm, nếu việc Jae-won đang làm bị phát hiện, sự nghiệp của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ngày hôm sau, các đồng nghiệp ở phòng khám tổ chức bữa tiệc tối. Không biết liệu Eun Mi có lại bị xe đen đưa đi không, bởi họ đã sớm phát hiện ra rằng có một người bí ẩn đón Eun Mi đi làm về. Chỉ là chưa từng thấy mặt mũi người đó mà thôi. Bị kích thích như vậy, Eun Mi tuyên bố sẽ tham gia bữa tiệc tối nay bằng được và sẽ uống thật nhiều. Nói xong, bà nhắn tin cho Jin Hong, bảo ông đừng đến đón mình. Trong khi đó, Ji Eun tìm đến nơi làm việc của Jin Hee. Bà ấy đến có vẻ như để nhận thức, nói rằng những chuyện trước đây là do người lớn gây ra. Bà ấy đến một cách vội vàng chắc chắn khiến cháu gái cảm thấy khó xử. Nhưng không sao cả, nói xong, Ji Eun rút ra một chiếc phong bì chứa tiền lẻ đưa cho Jin Hee. Lần trước là người lạ không thể nhận, nhưng lần này là người nhà, coi như bù đắp cho nhiều năm thiếu thốn. Nhìn bóng dáng Ji Eun ra đi, Jin Hee cuối cùng cũng cảm nhận được tình cảm gia đình ngoài mẹ mình. Tối hôm đó, Jin Hong xuất hiện tại cửa ra vào nơi Eun Mi tan làm, chủ động mời bà và đồng nghiệp cùng ăn tối, vì quá nhớ nhung. Trong lúc hai người đang ngọt ngào nói chuyện, Jin Hee bất ngờ trở về. Cô yêu cầu mẹ chuyển đến ở nhà Jin Hong, nói rằng mình sẽ rất bận và không thể thường xuyên ở nhà. Tuy nhiên, mẹ cô không đồng ý, dẫn đến một cuộc cãi vã lớn giữa hai mẹ con. Mẹ cô ẩn ý nhận ra rằng con gái mình có thể đang giấu điều gì đó, nhưng Jin Hee quả quyết rằng muốn làm gì với Jin Hong thì hãy đến nhà ông ấy. Cuối cùng, Jin Hee cũng thắng cuộc tranh cãi và mẹ cô phải chuyển đến ở nhà Jin Hong. Trong khi đó, Jin Hee dành cả đêm cùng Jae-won xem lại hình ảnh giám sát vụ án thi thể phụ nữ trong công viên. Khi không thể thức tiếp, Jae-won còn ân cần đắp chăn cho cô. Ngày hôm sau, khi điều tra hiện trường vụ án, Jin Hee luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cô trở lại đồn cảnh sát và tập hợp mọi người lại, phát lại đoạn video giám sát mà cô xem được. Hóa ra những người theo dõi cô là Jong-jo và đồng bọn. Thực tế, mọi người trong đồn đã đoán được rằng Jae-won và Jin Hee tin rằng thủ phạm thực sự là người khác. Lần bị gọi đến tổng lãnh sự quán cũng vì chuyện này. Ông Baek tỏ ra rất tức giận, cho rằng họ không coi đồng đội là một phần của mình. Chưa kịp để Jin Hee giải thích, mọi người đã lên tiếng chỉ trích cô. Trong thời gian này, họ cũng đã thu thập được nhiều bằng chứng, thậm chí còn nhiều hơn cả nhóm của Jae-won và Jin Hee. Họ yêu cầu phải cho đồng đội tham gia nếu muốn chia sẻ thông tin. Rất nhanh, đội đặc nhiệm vụ án thi thể phụ nữ trong công viên được thành lập. Jong-jo phân tích dấu vết cho thấy thủ phạm đã vào công viên nhưng không thể thấy dấu hiệu ra ngoài. Họ điều tra các phương tiện xung quanh và phát hiện trong hộp đen của một chiếc xe, thủ phạm đã trốn thoát qua một cái hố gần đó. Cái hố dẫn đến con hẻm nơi mẹ cô cứu người phụ nữ. Dựa vào các manh mối hiện có, tất cả các sĩ quan bắt đầu đi từng nhà một xung quanh con hẻm. Cuối cùng, họ đã xác định được người đội mũ lưỡi chai qua camera an ninh của một cửa hàng tiện lợi. Jin Hee và Jae-won nhanh chóng đến cửa hàng và nhận diện được khuôn mặt của anh ta, từ đó tìm ra quán net nơi người đội mũ lưỡi chai làm việc. Trong khi đó, khi Eun Mi trở về nhà Jin Hong, cô đã gặp Ji-eun và cả hai ngay lập tức cãi vã. Eun Mi trách Ji-eun không xin phép đã đi gặp con gái mình. Trong khi Ji-eun cho rằng họ là một gia đình có máu mủ và nên cho phép đứa trẻ nhận biết huyết thống của mình thay vì sống cuộc đời lẻ loi cùng mẹ. Lúc này, Jin Hong về đến nhà và nói với em gái rằng Jin Hee là con gái của Eun Mi do cô ấy nuôi nấng. Anh nói trong suốt 30 năm qua, hai cha con sống như người xa lạ, thật không thể nói là họ hàng huyết thống. Jin Hong bày tỏ rằng mình hiện tại rất hạnh phúc và không cầu kỳ gì hơn. Nghe anh trai nói vậy, Ji-eun cũng cảm thấy không vui và rời khỏi căn hộ. Eun Mi càng thấy khó chịu vì rất nhớ con gái. Thế là, trong lúc Jin Hong ngủ say, bà lẻn xuống dưới nhà. Khi Jin Hong không tìm thấy người và gọi điện cho bà, đúng lúc đó, người đội mũ lưỡi chai xuất hiện. Hai người bắt đầu trò chuyện, Eun Mi không nhận cuộc gọi của Jin Hong. Người đàn ông này nói rằng đã thấy Ga-eun và cô ấy có vẻ không ổn, có một người đàn ông bên cạnh. Eun Mi không suy nghĩ nhiều và đi theo hướng mà người đội mũ lưỡi chai chỉ. Mặt khác, Jin Hee và Jae-won đến quán net, nơi họ thấy Ga-eun đang online. Sau khi hỏi chủ quán mới biết người đội mũ lưỡi chai đã rời đi khoảng 20 phút. Jae-won tìm thấy trong camera giám sát loại thuốc lá giống hệt người này và thỏi son hiệu mà nạn nhân đã đánh rơi. Jin Hee nhận được tin nhắn từ Jin Hong rằng không liên lạc được với mẹ. Không bao lâu, hai người gặp nhau dưới nhà. Trước khi mất tích,
Eun-mi đã gửi một tin nhắn nói rằng bà đang đi tìm một đứa trẻ tên là Ga-eun. Nhưng Jin-hi vừa mới gặp Ga-eun ở quán net, điều đó có nghĩa là có thể đã xảy ra chuyện với Eun-mi. Trong khi đó, Eun-mi bị người đội mũ lưỡi chai dẫn đến một công trường bỏ hoang, nơi hắn ta lộ rõ mục đích thực sự. Hắn tự thú đã lâu muốn cho đăng xuất Eun-mi nhưng không tìm được cơ hội. Lý do là bởi Eun-mi từng giúp đỡ nạn nhân của vụ án thi thể phụ nữ trong công viên. Nhận ra người đội mũ lưỡi chai chính là thủ phạm, Eun-mi bắt đầu chống trả quyết liệt. Trong lúc đội cảnh sát đang tìm kiếm Eun-mi, họ vô tình bắt gặp người DOIMU lưỡi chai đang cố gắng trốn thoát và nhanh chóng khống chế được hắn. Jin-hong tìm thấy Eun-mi trong tình trạng yếu ớt tại công trường, tay đầy máu và máu từ vùng bụng không ngừng chảy ra. Ngay lập tức, Eun-mi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trên giường bệnh, hồi ức cuộc đời Eun-mi như một bộ phim quay chậm, từ lúc bạn thân giúp bà thoát khỏi đau khổ, từ lần đầu trải nghiệm tình yêu đến khi sinh ra con gái. Cô như thấy lại chính mình ngày xưa, ngây thơ, cố tỏ ra mình là người đứng đầu. Nhưng ký ức sâu sắc nhất vẫn là ngày cô đuổi con gái ra khỏi nhà. Cô đã tìm kiếm con gái mình trong hoảng loạn và cuối cùng ôm chặt lấy Jin-hi, khóc nức nở. Lời của con gái vang vọng bên tai, nếu khóc sẽ xấu đi. Sau đó, bạn bè tụ tập bên cạnh, dù không phải là người thân nhưng tình cảm ấy không thể thay thế. Eun-mi, người thường xuyên nhắc đến một ai đó, đã thực sự tận hưởng sự quan tâm yêu thương trong khoảnh khắc đó. Jin-hong không nhờ Jin-hi giúp đỡ mà tự mình chuyển xuống tầng dưới để chăm sóc Eun-mi. Jin-hi đã nhường hết công lao bắt giữ người đội mũ lưỡi chai cho Jong-min và Jong-jo. Một ngày, khi mẹ vô tình làm vỡ một cái bát, Jin-hong vội vàng chạy vào bếp, nhẹ nhàng bế Eun-mi lên và đặt cô cẩn thận trên sofa, nhắc nhở rằng bà đang trong thời gian hồi phục và không được uống rượu. Sau đó, anh giật chiếc chổi từ tay Jin-hi. Sự quan tâm mà Jin-hong dành cho việc chăm sóc Eun-mi rất rõ ràng và tỉ mỉ. Chiều hôm đó, một ông lão bước vào đồn cảnh sát, chỉ muốn uống một cốc nước rồi đi. Ngồi xuống, ông lão này dõi mắt theo dõi Jin-hi, quan sát cách cô nói chuyện và phong cách hành xử. Jin-hi cũng nhận ra sự khác thường của ông lão và chủ động tiến lại hỏi ông có cần giúp đỡ gì không. Lúc đó, ông lão hỏi về tuổi của Jin-hi, điều này làm cô hơi bối rối. Đúng lúc đó, đồn cảnh sát chuẩn bị họp và ông lão rời đi. Chuyển cảnh, lãnh đạo tổng cục thông báo cho Cheon rằng Jin-hi sẽ sớm trở lại làm việc và mong rằng anh sẽ giám sát cô, đảm bảo cô không vì lòng công bằng mà bị người khác lợi dụng. Họ cũng chuyển Cheon đến đồn cảnh sát Usuk. Lãnh đạo tỏ ra không hài lòng vì Jin-hi đã nhường công lao, nói rằng đã mất nhiều công sức để cô có thể quay trở lại tổng cục. Khi Jin-hi đề cập rằng Cheon xứng đáng nhận được nhiều công lao, lãnh đạo ám chỉ rằng anh chỉ quan tâm đến nhân viên dưới quyền mình và không mấy quan tâm đến người khác. Ông còn dặn dò không để Cheon nổi bật quá mức. Sáng hôm sau, những người từng làm việc ở đồn cảnh sát Nam Son trở lại thăm hỏi. Lý do họ mới xuất hiện bây giờ là vì Cheon lo rằng Jin-hi sẽ cảm thấy không thoải mái nếu họ đến, nên đã ra lệnh không cho họ đến. Bỗng nhiên, Jin-hi nhớ lại lời Tae-kyung từng nói rằng những người dưới quyền Cheon trước đây đã gây rắc rối nghiêm trọng vì nhận hối lộ, nhưng cô tin rằng điều đó không thể xảy ra. Tuy nhiên, qua điều tra, cô phát hiện sự việc là thật. Những người này lại khăng khăng rằng họ làm theo chỉ đạo của Cheon và rốt cuộc, mọi oan ức đều đổ lên người anh. Cuối cùng, Cheon không xin lỗi cấp trên và mọi chuyện đã trở nên như bây giờ. Sắp kết thúc giai đoạn phục hồi của mẹ, cô và con gái lo lắng không biết nên ăn gì ngon một chút để ăn mừng. Họ phân vân giữa tteokbokki cay và gà rán với bia. Chỉ nghĩ đến những điều này, hai mẹ con cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Ngày hôm sau, họ quyết định đi dạo trước. Jin-hi nhắc nhở mẹ rằng chỉ nên uống một chút thôi. Tuy nhiên, ngay khi vừa xuống dưới lầu, họ thấy Jin-hong đang nhìn chằm chằm về phía trước một cách nghiêm túc. Theo ánh mắt của anh, họ nhìn thấy một cặp vợ chồng già. Jin-hong lập tức đưa mẹ con Jin-hi đứng sau lưng mình. Đúng vậy, những người già ấy là bố mẹ của Jin-hong. Ý của hai cụ là tuổi đã cao, không còn mong đợi con trai hiếu thảo, chỉ mong thỉnh thoảng được gặp mặt. Họ hy vọng cuối tuần này cả nhà có thể cùng nhau tụ họp và nhất định phải có mặt Eun-mi và Jin-hi. Mặc dù đã muộn, nhưng vì con gái đã lớn, theo lẽ thường họ nên tổ chức một đám cưới cho cô. Bà Park lo lắng rằng cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay có thể khiến mẹ con họ lo lắng đến mức không thể ăn uống được. Tuy nhiên, khi màn hình chuyển cảnh, mẹ và Jin-hi đang thưởng thức nồi bánh gạo cay và nhâm nhi rượu. Thực ra, cả hai có chút bị bất ngờ. Sau khi mẹ quyết định hẹn hò lại với Jin-hong, bà đã lường trước được rằng sẽ có ngày này. Nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra, bà lại bình tĩnh hơn suy nghĩ ban đầu. Có một chi tiết nhỏ, Jin-hi không kể với mẹ chuyện đã gặp ông bà nội. Trong cuộc trò chuyện, khi nói về chuyện tiền bạc, Jin-hi nhớ lại chiếc phong bì mà Jin đã đưa cho mình, bên trong có đến 2 triệu won. Nghe thấy có nhiều tiền như vậy, mẹ bảo phải chia đôi. Khi hai mẹ con Nonne trở về nhà, họ gặp Jin-hong đang đợi sẵn. Jin-hi bỗng nhận được tin nhắn và đi trước. Sau khi vào nhà, Jin-hong đã nói cho Eun-mi biết lý do bố mẹ anh đến. Sau khi cân nhắc, Eun-mi quyết định gặp gỡ nhưng không phải trên sân nhà họ. Thay vào đó, Eun-mi muốn nói chuyện trước với bà Park. Tối hôm đó, Jin đến tìm, vừa hay mẹ và Jin-hong đi ăn tối nên không có nhà. Bà biết Jin-hi đã gặp ông bà và báo rằng họ rất vui vẻ vì cháu gái mà hai người họ trở nên năng động hơn. Jin muốn nhờ Jin-hi giúp đỡ, thúc đẩy mối quan hệ giữa Jin-hong và mẹ cô để cả gia đình có thể sống cùng nhau. Đến ngày hẹn gặp, Jin-hong nói chỉ cần Eun-mi muốn kết hôn thì bất cứ lúc nào cũng được, nhưng hy vọng không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ với bố mẹ. Bà Park tỏ ra hào phóng, đề nghị chi trả tất cả chi phí liên quan đến đám cưới và sau hôn nhân không cần sống chung với bố mẹ chồng,
thể hiện thái độ cứ như là hôn nhân là điều bắt buộc. Eun Mi thẳng thắn hỏi liệu họ không có xem xét những khả năng khác. Bà Park cho rằng không có lý do gì để phản đối, nhưng đề nghị thay đổi họ cho đứa trẻ. Điều này khiến Eun Mi tức giận, bởi ngày xưa nhà họ Park không quan tâm đến việc cô sinh con và nuôi dạy, bây giờ lại đòi thay đổi họ, cô không thể chấp nhận điều đó. Bà Park thừa nhận gia đình đã sai, ngày trước chỉ quan tâm đến con trai mà bỏ qua mọi thứ khác, và cô ấy nài nỉ Eun Mi tha thứ, để Jin Hee và nhà họ Park trở thành một gia đình. Trong khi đó, Jin Hee đồng ý thực hiện xét nghiệm huyết thống với ông Park, mặc dù cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng đó là cách duy nhất để chứng minh sự trong sạch của mẹ mình. Mặt khác, Eun Mi đã chia sẻ nỗi lòng với bạn thân Mi Dung. Khi bà suýt đăng xuất và lần đầu tiên thấy con gái khóc đau đớn như vậy, Eun Mi bắt đầu suy nghĩ nếu mình thực sự mất đi, Jin Hee sẽ rất cô đơn. Vì vậy, khi Jin Hong xuất hiện, Eun Mi cảm thấy khá hài lòng vì ít nhất có thêm một người bên cạnh con gái. Sau đó, ông bà nội cũng xuất hiện, Eun Mi hy vọng Jin Hee cũng sẽ nhận được tình yêu từ họ. Cô muốn quan sát xem nhà họ Park có thực sự thay đổi không, liệu họ có thể trở thành người bảo vệ cho con gái mình hay không. Thực tế, Eun Mi cũng đang rất bối rối, không chắc chắn liệu kết hôn vì Jin Hee có phải là đúng hay không. Ngày tụ họp gia đình nhanh chóng đến, đây là lần đầu tiên trong 30 năm ông Park gặp Eun Mi. Sau khi chào hỏi, mọi người ngồi xuống. Ông Park đã tìm hiểu và biết được thành tích học tập xuất sắc của Jin Hee. Ông muốn cô đi du học nước ngoài trong khi còn trẻ, trở thành bác sĩ hoặc giáo sư đại học là tốt nhất. Tuy nhiên, Jin Hong đã ngắt lời, nói rằng công việc hiện tại là lựa chọn của Jin Hee. Bà Park ngay lập tức bày tỏ rằng tất cả chỉ vì tốt cho cháu gái, nhà họ Park có đủ khả năng và mối quan hệ để hỗ trợ cô. Bà Park cũng khuyên Jin Hee đừng vội từ chối, hãy dành thời gian suy nghĩ kỹ. Bà luôn cảm thấy mọi chuyện liên quan đến tiền bạc đã ngăn cản cháu gái tiếp tục học tập. Eun Mi tức giận bởi không phải vì thiếu tiền mà không cho Jin Hee tiếp tục học. Bà Park hơi kích động, thừa nhận việc đào tạo mà nhà họ Park nói không giống như chỉ trả tiền cho các lớp học thêm. Bà còn trách Eun Mi chỉ nghĩ cho bản thân mà không đặt mình vào vị trí của con cái. Jin Hong không muốn bố mẹ áp đặt cách giáo dục bản thân và em gái mình. Trong khi đó, bà Park không cho rằng phương pháp giáo dục của mình có vấn đề. Jin đã lấy được vào một gia đình giàu có và con trai của bà trở thành bác sĩ. Cuối cùng Eun Mi không thể chịu đựng được nữa, bà bảo Jin Hee ra ngoài một lát. Không ngờ ông Park đập bàn và quát Eun Mi vì không có giáo dục, làm sao dám bảo con cái rời khỏi trước mặt người lớn tuổi. Eun Mi đáp trả rằng nhà họ Park thiếu lễ độ, bà ban đầu muốn kết hôn vì con cái nhưng bây giờ thì từ chối. Không muốn con mình làm cháu của nhà họ Park vì kiểu gia đình này thật sự làm người ta ngạt thở. Nói xong, bà dẫn Jin Hee rời đi. Jin cũng nổi giận, cô thật sự cảm thấy chán ngán và xấu hổ vì sự cứng đầu của cha mẹ. Chính vì thái độ này của cha mẹ mà con trai đã từ chối tiếp xúc với họ trong suốt 10 năm. Và giờ đây, cha vẫn muốn kiểm soát suy nghĩ của con cái, nhưng ông vẫn không thay đổi thái độ của mình. Jin Hong cũng không thể nghe tiếp được nữa, anh yêu cầu cha mẹ đừng gặp Eun Mi và Jin Hee nữa. Jin cũng cần thời gian để bình tĩnh lại, cả hai rời khỏi bữa tiệc. Trên đường về, Jin xin lỗi thay cho hai người già nhưng lại lỡ lời nói ra. Ông Park đang tiến hành trao quyền sở hữu tài sản cho Jin Hee, cho thấy ý định tốt của người già, chỉ là cách thức không đúng. Eun Mi không hiểu từ bao giờ ông già lại hào phóng đến thế, nhưng Jin nói đó là sau khi ông xác nhận mối quan hệ với Jin Hee. Khi trở về nhà, Eun Mi không hiểu tại sao con gái lại giấu mình chuyện này. Jin Hee cho rằng ông nội không tin tưởng mẹ mình, tức là để không làm tổn thương lòng tự trọng của mẹ, cô sẵn sàng tự mình gánh chịu. Nhưng rõ ràng, hai mẹ con đã từng thỏa thuận khi đối mặt với khó khăn, họ sẽ không giữ bí mật mà phải chia sẻ với nhau. Tuy nhiên, Jin Hee nói rằng cô không bị tổn thương và đứng từ góc độ của nhà họ Park cũng có thể thông cảm được. Vì điều này, hai mẹ con đã cãi nhau to. Thực tế, họ đều đang cố gắng suy nghĩ cho nhau, nhưng không hiểu sao, cả hai đều không chịu nhượng bộ trước. Cuối cùng, mẹ đã đuổi Jin Hee ra khỏi nhà, Eun Mi ngồi một mình trong phòng tắm khóc. Cho đến lúc đó, Jin Hee mới nhận ra mình đã nói những lời không nên nói, nhưng không thể trở về nhà. Vì vậy, cô chỉ có thể tìm Chae Won để tâm sự. Chae Won cho rằng, sau khi mẹ trải qua một lần sinh tử, trong khoảnh khắc đó, con gái là tất cả với bà. Jin Hee cũng vậy, từ sau khi bị thương, hầu hết những oan ức cô đều cười nhẹ để qua. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của Chae Won, Jin Hee đã trở về nhà. Nhưng ngày hôm sau, tất cả quần lót của cô đều biến mất. Trong lúc tìm kiếm, cô tình cờ phát hiện bức ảnh gia đình chụp từ thuở nhỏ. Đêm đó, Jin Hee đã uống rất nhiều rượu một mình. Cô không tự chủ mà lo lắng cho Chae Won, nên đã đến căn hộ của anh tại đồn cảnh sát. Phát hiện anh đang đóng gói hành lý, cô đã mạnh dạn hỏi Chae Won có thích mình không. Chae Won khẳng định có, và cuối cùng họ đã xác nhận mối quan hệ của mình, vượt qua rào cản cuối cùng. Sáng hôm sau, anh ấy nhớ lại lời chỉ đạo của lãnh đạo về việc Jin Hee sắp được điều về tổng cục và thở dài nặng nề. Trong lúc hai người ăn sáng, Jin Hee nhận thấy Chae Won cố tình tránh mắt mình, cô cảm thấy bị lờ đi sau một đêm chung đụng là điều kỳ lạ. Vì vậy, cô nói với Chae Won rằng hãy coi những gì xảy ra hôm qua như một sự cố ngoài ý muốn và quên đi. Nhưng Jin Hee lại nói rằng cô đã làm vậy vì thực sự thích anh. Trước khi Chae Won kịp giải thích, Jin Hee nhận được tin nhắn từ mẹ, bà ngoại đã qua đời. Khi cô đến nhà tang lễ, cô vô tình nghe thấy mẹ và Mi Dung bàn bạc về việc trang trí thêm hoa cho đám tang, họ dường như không hề buồn bã. Hóa ra, sau khi gia đình Mi Dung nhận nuôi mẹ cô, cứ mỗi lần hai người họ cãi nhau, bà ngoại lại đưa Jin Hee và các con gái lên một ngọn núi dốc. Khi lên đến đỉnh, cả nhà cùng nhau uống một ngụm rượu,
và những tâm trạng không vui dần tan biến theo sự mệt mỏi. Mi Dung nói với Jin Hee rằng hãy mỉm cười và tiễn biệt bà ngoại như chính bà đã từng sống. Những người đến viếng tỏ ra tò mò tại sao Eun Mi lại đứng ở vị trí của người tổ chức tang lễ. Khi ngày càng có nhiều người đến, Jin Hee nhận ra rằng mặc dù bà ngoại đã qua đời, nhưng thế giới này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vào thời điểm đó, Choi Won cùng các đồng nghiệp đến viếng tang và những hiểu lầm giữa hai người cũng được giải quyết. Sau một ngày bận rộn với lễ tang, đến tối, Jin Hee nghe thấy tiếng cãi vã của người lớn bên ngoài phòng nghỉ. Chú của Mi Dung đến tranh chấp về di sản, nghi ngờ rằng bà ngoại đã mắc bệnh đãng trí khi để lại tiền cho một người con nuôi và không thảo luận về việc ai là người tổ chức đám tang. Dì ghẻ của Mi Dung cũng ủng hộ, nói rằng họ đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Eun Mi không thể nghe nữa, bà đã thách thức người chú rằng trước đây họ chưa từng quan tâm đến bà ngoại, tại sao sau khi bà mất mới bỗng dưng quan tâm và lại bắt đầu gặp khó khăn về tài chính. Bà hỏi ông ta tiền trước đây đã đi đâu và người chú thách thức lại rằng liệu Eun Mi có xứng đáng nhận số tiền đó không. Mi Dung giải thích rằng khi bà ngoại còn sống, Eun Mi thường xuyên đưa tiền tiêu vặt cho bà. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng sẽ dành ra 10,000 won, không kể việc mua quà vào dịp lễ và chăm sóc bà khi bà ốm đau nằm viện. Tuy nhiên, người chú không chấp nhận ba phần lý lẽ, nói rằng cho tiền cho người ngoài không bằng cho người có máu mủ. Tối hôm đó, Jin Hee nói với mẹ rằng cô chưa bao giờ cảm thấy buồn vì không có huyết thống với bà ngoại. Nhưng mẹ cô nói điều đó có ích gì, bởi người mẹ mà bà công nhận đã mất. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Jin Hee mới nhận ra bà ngoại quan trọng như thế nào đối với mẹ mình. Sau lễ tang, Eun Mi và Mi Dung dọn dẹp đồ của bà ngoại. Mi Dung, một người vốn mạnh mẽ, không thể kiềm chế cảm xúc của mình, ôm lấy những kỷ niệm đã qua và khóc nức nở. Khi Eun Mi tìm thấy chiếc quần hoa mua bằng lương đầu tiên dành tặng mẹ, ký ức của bà cũng trào dâng và nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây. Một tuần sau đám tang, Jin Hee suy nghĩ liệu có nên sống độc lập như Jin Su hay không, vì rõ ràng không thể sống mãi với mẹ. Tuy nhiên, Eun Mi không hiểu tại sao, ngay sau khi bà ngoại mất, con gái lại đề xuất chuyện này. Liệu mẹ lại phải chia tay con gái ngay sau khi vừa mất mẹ? Cảm giác quá nhạy cảm khiến Jin Hee nhận ra có điều gì đó không ổn và vội vàng rút lại lời nói của mình. Trong một phút chốc, mẹ đã kể lại chuyện này cho Jin Hong, người nghĩ rằng mẹ con họ như đang trong độ tuổi mới lớn và đề xuất cùng nhau tập thể dục để phân tán sự chú ý. Khi mẹ vô tình thấy Jin Hee và Jin Su bước ra từ văn phòng môi giới, chưa kịp hỏi, đã có thêm một anh chàng đẹp trai xuất hiện. Hóa ra, Jin Su lần này đã tìm được bến đỗ của mình và quyết định không quan tâm đến ánh mắt người ngoài. Khi hai mẹ con trên đường về nhà, họ tình cờ gặp Choi Won. Eun Mi lập tức nhận ra con gái mình đã bị chinh phục. Bà cố tình thăm dò Jin Hee, đề xuất sau khi sống độc lập thì chuyển đến ở tại ký túc xá của đồn cảnh sát. Cả hai cùng từ chối, Jin Hee nói rằng điều đó không tính là độc lập, mà chỉ là sống chung. Rất nhanh, Jin Hee sẽ trở lại làm việc sau 3 tuần nữa. Mọi người đều chân thành vui mừng cho cô, chỉ có Choi Won là dường như rất lưu luyến. Lúc đó, Ga Eun đến đồn cảnh sát muốn mượn vài miếng băng vệ sinh, ám chỉ rằng cô đã đưa ra quyết định của mình. Mặc dù luôn nghĩ rằng mục tiêu là tổng cục và đã nỗ lực không ngừng, bây giờ khi mục tiêu đó đã thành hiện thực, Jin Hee lại cảm thấy một sự bất lực. Choi Won đặt tay lên đầu cô, an ủi rằng sau này cũng sẽ như vậy. Tối đó, mọi người đến kỹ thuật viên ăn mừng, chưa hát được mấy bài, Jin Hee bỗng cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, cơn đau dữ dội ở bụng. Hóa ra, cô đã vô tình làm tổn thương lưng khi hát. May mắn thay, mẹ cô là một y tá chuyên nghiệp, đã giúp cô xoa bóp và ngày hôm sau cô đã có thể đi lại với sự hỗ trợ của dây đeo lưng. Trong lúc xem TV, Jin Hee tình cờ phát hiện một chương trình thực tế về các cảnh quan khắp nơi trên thế giới, điều này đã sâu sắc thu hút cô. Vì khó khăn trong việc sắp xếp thời gian với mẹ, Jin Hee nảy sinh ý định đi du lịch một mình. Cô sau đó đã tham khảo ý kiến của các công ty du lịch, đọc các hướng dẫn du lịch và mua sắm trang thiết bị cần thiết. Tối đó, cô đã kể cho mẹ nghe về ý định của mình. Eun Mi lầm tưởng rằng mình cũng sẽ được đi cùng và vô cùng phấn khích, nhưng Jin Hee nói rằng cô sẽ đi một mình. Mẹ cô tự nhiên không đồng ý, cho rằng điều đó không khác gì chuyển ra ngoài sống. Jin Hee mới thật sự bày tỏ suy nghĩ của mình. Trong vài tháng ngắn ngủi, cô đã trải qua việc bị giáng chức, sự xuất hiện bất ngờ của Jin Hong, mẹ gặp tai nạn và sự xuất hiện của một loạt người có quan hệ máu mủ. Ngay cả bà ngoại cũng đã qua đời, cô nghĩ mình đã có đủ dũng khí để đối mặt và sống tốt, nhưng cuối cùng nhận ra mình chỉ là đang cố gắng mù quáng. Ngày hôm sau, Eun Mi tìm Jin Hong để nói chuyện. Bà cảm thấy chỉ khi mình buông tay, con gái mới có thể yên tâm rời đi. Jin Hong đồng ý với những gì Eun Mi nói, bởi vì cuối cùng, con cái sẽ trở về bên họ. Hai người cũng bàn luận một số chuyện trong cuộc sống. Mẹ hy vọng mình và Jin Hong có thể có một mối quan hệ mà muốn gặp là có thể gặp. Nếu ở bên nhau mà vẫn cảm thấy cô đơn, thì bà thực sự không thể chấp nhận được điều đó. Jin Hong hứa với Eun Mi rằng sẽ luôn yêu thương và chờ đợi cho đến khi bà có thể chấp nhận mình. Thái độ của mẹ đã thay đổi, bà đồng ý cho Jin Hee đi du lịch. Hai người cùng nhau nghiên cứu kế hoạch cho chuyến đi. Trước khi khởi hành, cả gia đình chụp bức ảnh gia đình thứ hai trong đời, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Sau khi chụp xong, người lớn đã tặng Jin Hee một phong bao lì xì để hỗ trợ chuyến đi. Mi Dung nhắc nhở cô phải ăn ngon, ngủ tốt. Tuy nhiên, mẹ lại nói hết tiền thì tự kiếm, không được liên lạc với bà. Nhưng Jin Hong không yên tâm, bảo Jin Hee nhất định phải giữ liên lạc với gia đình. Thực ra, Jin Hee đã có kế hoạch, cô sẽ mở một tài khoản du lịch, mọi người có thể theo dõi cuộc hành trình của cô qua đó. Nghe vậy, mẹ không kiềm được cảm giác ghen tị.
Tối hôm đó, mẹ con họ chính thức chào tạm biệt. Mẹ bày tỏ trước đây rất lo lắng, sợ rằng mình bất ngờ qua đời không có con gái bên cạnh như bà ngoại. Nhưng sau khi gặp Jin-soo, Mi-jung và Jae-won, tâm trạng bà đã bình tĩnh hơn nhiều. Từ giờ trở đi, bà sẽ cố gắng sống tốt, tập thể dục thường xuyên để có thể sống đến 100 tuổi. Cuối cùng, bà còn nhờ Jin-hee một điều, đó là trong tang lễ của mình, Jin-hee không được khóc. Nếu nghe thấy tiếng khóc của con gái, bà có thể sẽ bỏ ra từ quan tài. Dù sao, mẹ cũng chúc Jin-hee một chuyến đi an lành. Sáng hôm sau, Jin-hee chuẩn bị khởi hành, mang theo phong bao lì xì mà mình nhận được. Mẹ cô như thường lệ ra ngoài tập thể dục. Sau khi ra khỏi nhà, Jae-won đã tặng Jin-hee một cuốn sách hướng dẫn du lịch viết tay. Tối đó, trong khi Jin-hee đang nhàm chán trong khách sạn, cô đếm xem mình nhận được bao nhiêu tiền từ phong bao lì xì của người lớn, thì phát hiện Mi-jung đã kẹp một tờ giấy vào đó. Đó là một giấy chứng nhận quan hệ gia đình, trong đó người đứng đầu hộ khẩu là bà ngoại đã mất, và phần con cái được điền tên Eunmi và Mi-jung, còn phần cháu gái là tên của Jin-hee. Jin-hee bật khóc vì cảm động. Ngày hôm sau, tại sân bay, Jin-hee tình cờ gặp mẹ mình chuẩn bị cho chuyến đi của riêng bà, không phải để đi cùng con gái. Mỗi người đều có hành trình riêng, một người đi về phía đông và người kia đi về phía tây. Câu chuyện kết thúc ở đây. Cảm ơn bạn đã cùng xem bộ phim này. Hẹn gặp lại trong bộ phim tiếp theo của chúng ta.